chương 80 Trở về từ cõi chết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 80 Trở về từ cõi chết phùng hợp quái vẫn là đến quá nhanh, thiệu tiểu vũ còn chưa kịp đem đứng đầu vướng bận chiếc kia lật nghiêng xe vận tải dời, mà cái kia đuôi xe cùng khác một chiếc xe nhỏ thân xe trong lúc đó, chỉ có một đạo độ rộng không tới một mét khe hở. Mà giờ khắc này, dù cho cái kia khe hở lại nhỏ hơn gấp đôi, hai người cũng chỉ có thể lựa chọn xông vào rồi. Bởi vì lúc này bọn họ đã có thể nói là tiến vào rồi phía sau cái kia phùng hợp quái bên trong phạm vi công kích. Đương nhiên không phải nói tay chân của đối phương có dài như vậy, mà là nó đã bắt đầu nhặt lên bên người xe cổ hài cốt hướng về hai người lưu vong phương hướng mảnh quăng rồi lại đây. Đầu tiên bay tới chính là trong tay đối phương cái kia đèn đường trụ, như một nhánh loại cực lớn cây lao giống như vậy, đem vương kỳ trước đặt chân cái kia hai bên trong dính liếu xe. Dường như con dáng bình thường đinh mặt ở trên cầu. Tiếp theo lại là một chiếc bị đạp đánh Santana xe taxi mang theo gạo thét kình phong hướng về vương kỳ bọn họ đập tới. Mạnh vào thời khắc này, vương kỳ hỏa diễm đầu máy đã thành công xông qua rồi cái kia đứng đầu chật hẹp bình cảnh nơi, một cái từ xe vận tải sàn xe thượng đột xuất thanh thét, tàn nhẫn mà cuộc ở cánh tay phải của hắn bên trên. Cũng may có thối rửa chiến tranh khu bảo vệ, lần này chỉ là xé rách rồi hắn y vật ở hắn đen tối trên da cắt ra rồi một đạo nhàn nhạt vết thương bay quăng mà bỏ ra taxi đã đánh vào rồi chiếc kia lật nghiêng xe vận tải thường trùng kích cực lớn lực lượng dẫn đốt hai xe bình xăng chói mắt quả cầu lửa nương theo cho vào điếc tai tiếng nổ vang rền từ phía sau truyền đến xung kích động rồi đầu máy thân xe mà hầu như ở đồng thời rít gào hỏa diễm đầu máy rốt cục lao ra kết thúc cầu lỗ thủng kéo thật dài vĩ diễm hướng về ngoài trăm thước khác nửa đoạn cầu thân nhào tới Thời gian phản phất bị ấn xuống rồi chậm thả nút bấm, tất cả động tác đều tựa hồ chậm lại. Bay lên trời không trọng làm cho trên xe hai người đồng thời lau vệt mồ hôi, dưới thân là cao mấy chục mét mặt sông. Như vậy độ cao kém, coi như là nhu hòa mặt nước cũng sẽ trở nên như xi măng đất bình thường cứng rắn, coi như là có thối rửa chiến tranh khu hộ thể vương kỳ, cũng tuyệt đối sẽ không muốn đi thử nghiệm như vậy trải nghiệm. Nhưng mà, sự thực vĩnh viễn yêu thích ở thời khắc quan trọng nhất làm cho người ta một cái vang dội bạc tai. Hay là bởi vì đầu máy chạy lấy đà khoảng cách như trước không đủ, hay là bởi vì thông qua cửa ải thời điểm cái kia một thoáng lơ đảng va chạm, lại hay là thân xe bay lên không thời điểm, phía sau nổ tung sóng trùng kích ảnh hưởng. Nói chung, cách đối diện cầu mặt không tới 20 mét thời điểm, bay trốn bên trong máy tốc độ xe rõ ràng chậm lại, sau đó thân xe liền bắt đầu cấp tốc tâm tích. Cứ việc rơi xuống lạc trong quá trình, bọn họ dưới tác dụng của quán tính còn muốn ở đi tới, bất quá phải biết hai đầu cầu mặt hầu như là ở một cái mặt bằng thường, một khi bọn họ tâm tích góc độ vượt quá rồi đối diện cầu mặt, như vậy đón lấy liền coi như bọn họ quán tính có thể kế tục thúc đẩy bọn họ rơi xuống bờ bên kia, của nó kết quả cũng là cùng phía dưới cái kia cứng trắng xi măng trụ cầu tới một người tiếp xúc thân mật mà thôi. Người buông tay, xem ta. Thời khắc máu chốt, chỗ ngồi phía sau thượng thiệu tiểu vũ đứng lên, hai tay ông chặt lấy rồi vương kỳ eo người vương kỳ ở nàng hét lên từng tiếng hạ đã bản năng buông ra rồi tay lái sau đó liền thấy thiệu tiểu vũ hai chân dùng sức oành một tiếng đem chiếc kia vừa trở về hình dáng ban đầu thái tử xe gắn máy đạp được dường như một viên sao chổi giống như tàn nhẫn mà đập vào rồi trong sông tám lần với người thường sức mạnh đạp đạp hạ nguyên vốn đã bắt đầu tâm tích hai người thân thể lại một lần nữa bay lên không mười mấy mét khoảng cách thoáng qua liền qua phương xa kiên cố cầu mặt cùng với đồng dạng tắt thành một đoàn xe cổ hải cốt gần ngay trước mắt. Gào thét kinh phong lại một lần kéo tới, vương kỳ sợ hãi quay đầu lại, một chiếc Toyota tán hoa xoay một vòng đất bay về phía thân trên không trung hai người. Mà ánh mắt nhảy qua lúc này lượng phi xa, cắt đứt cầu một đầu khác, đầu kia núi thịt giống như phụng hợp quái còn muốn duy trì cho vào một cái ném mạnh động tác, một tấm xấu xí vô cùng quái dị trên mặt, lộ làm ra một bộ tàn nhẫn cười gằn đến một bước này, không bính là không xong rồi. Vương Kỳ dụng hết toàn lực trên không trung mạnh mẽ véo quá rồi thân thể, đem như trước duy trì từ phía sau ông lấy chính mình thiệu tiểu vũ chuyển tới rồi hướng ngược lại. Thiệu tiểu vũ lỗ tai lực lượng cùng phản ứng đều không kịp Vương Kỳ, trước cũng không nghe thấy cái kia gào thét kình phong, mà giờ khắc này chuyển qua phương hướng, mới từ chính diện nhìn thấy rồi cái kia như là một tòa núi nhỏ đè xuống màu trắng xe đẩy. Không chờ nàng hét lên kinh ngạc, hai tay bảo vệ mặt vương kỳ liền dùng chính mình ngực chính diện tiếp được rồi lúc này kinh thiên ném đi. Dù cho là có thối rửa chiến tranh khu bảo vệ, hắn cũng có thể rõ ràng nghe được chính mình xương ngực xương sườn phát sinh liên tiếp nổ đậu giống như tiếng vỡ nát. Mặc dù không cách nào cảm nhận được thống khổ, thế nhưng đòn đánh này chung quy vẫn là vượt qua rồi thân thể hắn năng lực chịu đựng. Trong cơ thể còn lại không nhiều hồn hỏa năng lượng vào đúng lúc này phản phất thiêu đốt hầu như không còn, hết sức không hư cảm trải rộng rồi cả người. Tiếp theo ngủ giác mất hết, ý thức rơi vào rồi một vùng tâm tối ở trong. Ta lại đã chết rồi sao? Đột nhiên đối với mình hỏi một cái phi thường buồn cười vấn đề. Đúng đấy, tại sao muốn dùng lại đây? Hay là lúc trước chính mình ở ung thư phát tác thời điểm cũng đã chết rồi đi, Vương Kỳ còn nhớ khi đó chính mình tự hồ đã trầm luân đến rồi hắc ám cực kỳ sâu trong hư không? Sau đó chính mình lại sống, không sống qua được nhưng không giống như là một cái bình thường người sống kỳ thực khi hắn có thể lật xem bên kia thiên tai pháp điển thời điểm hắn liền ý thức được chính mình khả năng đã không phải là loại người hay là cùng những kia xác chết di động giống như vậy chỉ có điều là một cái hơi hơi khác loại một điểm sinh vật vong linh sau đó hắn hai lần ở ảo cảnh bên trong nhìn thấy rồi những kia thiêu đốt cho vào đầu lâu lô tử vong kỵ sĩ tuy rằng hắn không muốn đi thừa nhận nhưng trên thực tế chính mình hay là cũng là chúng nó một thành viên hắn còn nhớ ao máu kia bên cạnh phục sinh nghi thức hay là cái kia cứu sống chính mình nước ngoài ông lão cũng là dùng phương pháp như thế bào chế chính mình bất quá vậy thì như thế nào đây thế giới đều biến thành như vậy rồi có phải là thật hay không chính nhân loại còn muốn có ý nghĩa gì sao chỉ là hắn nhưng không bỏ xuống được cái kia ôn nhu như nước vĩnh viễn đối với mình bao dung vô tư nữ hài coi như thế giới hủy diệt thì đã có sao, hắn chỉ muốn bảo vệ nàng, coi như là đất hoang, coi như là địa ngục, cũng muốn dựa vào hai tay của chính mình vì nàng đẩy lên một cái sinh tồn không gian. Vì lẽ đó, nơi này không nên là chính mình liền như vậy ngã xuống địa phương. Vì lại một lần nữa nhìn thấy nàng, vì sẽ có một ngày có thể vì nàng già dạ phong tránh mưa, dù cho là rơi vào rồi tầng 18 luyện ngục, chính mình cũng muốn mang theo một thân chức nghiệp hỏa, lại một lần nữa bò lên trong mơ mơ màng màng hắn tự hồ vì chính mình tìm tới rồi một tia thần trí, tuy rằng còn không bằng nằm mơ đến thoải mái, nhưng chỉ cần có lúc này một tia thần trí tồn tại liền cho thấy hắn còn muốn sống sót, bởi vì tử vong hắn sẽ không có bất kỳ cảm giác gì cùng ý nghĩ. Vũ Hân, Vương Kỳ liều mạng đem lúc này một tia thần trí tự sắp dập tắt bên trong không ngừng mở rộng, không biết nỗ lực rồi bao lâu, rốt cục đem cái kia tia còn sót lại thần trí phát triển vì là dồi dào trọn vẹn não niềm tin, hắn bỗng nhiên một tiếng trống to trèo lên. Quá tốt rồi. Vương Kỳ ca, ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Vào mắt nơi là thiệu tiểu vũ tắm kia nước mắt như mưa mặt cười. Nàng hai mắt đỏ chót, sợi tóc ngổn ngang, trên mặt cũng không có thiếu không có lau sạch vết bẩn. Bất quá giờ khắc này tuy rằng còn muốn ở rơi lệ, bất quá nhưng là lộ ra một cái sau cơn mưa sơ tình giống như mỉm cười. Canh thứ nhất đến rồi, Ngày hôm nay cho trên đùi mạch máu lựu làm cái cắt bỏ giải phẫu, thật đau xót à, hiện tại chỉ có thể nằm úp sắp gõ chữ. Phiền muộn bên trong, chương tiếp theo rơi xuống trưa bảy điểm, yêu thích quyển sách, nhớ tới thu gom ha, o, o cảm tạ. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 81 Thức tỉnh cùng dị dạng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 81. Thức tỉnh cùng dị dạng, tồ, đây là chỗ nào? Vương Kỳ Xoa còn có chút say xe đầu ngắm nhìn bốn phía, một cái rất nhỏ hẹp gian phòng, chu vi chất thành rất nhiều chỉ hầm. Sắc trời đã tối lại, còn muốn chưa hoàn toàn khôi phục thì giác xem không rõ lắm vậy rốt cuộc đều là cái gì. Mà hắn nằm địa phương cũng là dùng một đống lớn chỉ hầm làm nền thành một cái tiểu giường, hẳn là chính là thiệu tiểu vũ kiệt tác. Một cái trạm xăng dầu bên trong tiểu nhà kho. Thiệu tiểu vũ lau một cái mặt, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Trên người nàng còn muốn ăn mặc vương kỳ áo khoác, vương kỳ theo bản năng mà nhìn một chút trên người mình, quả nhiên, cho rằng chăn nắp ở trên người hắn nhưng là thiệu tiểu vũ cái kia thân bị chính mình xé nát quần áo. Nhìn thấy vương kỳ động tác, thiệu tiểu vũ khuôn mặt nhỏ không tự nhiên đất đỏ một chút, nàng tách ra vương kỳ ánh mắt, từ phía sau đem một đống đồ ăn vặt ôm vào rồi vương kỳ trước xác thực đều là không thực, có khoai chiên có cây điều, có bánh bích quy còn có kẹo, thậm chí còn có một bình đã khai phong dinh dưỡng sản khoái đường. Trạm xăng dầu bên trong tiểu cửa hàng đều bị người sớm cướp đoạt hết rồi, những thứ đồ này, ta là từ bên ngoài những kia bỏ đi ô tô bên trong tìm tới tạch, à, người bị thương, vẫn là trước tiên ăn một chút gì đi. Ồ! Vương Kỳ thân tay cầm lên một bao bánh bích quy, nhưng mà đột nhiên, một trận tung ục ung ục tràn tiếng hót ở cái này không gian thu hẹp bên trong đột ngột vang lên. Ngươi không ăn sao? Nhìn tỏ rõ vẻ lúng túng thiệu tiểu vũ, vương kỳ hé mắt, cầm trong tay bánh bích quy để xuống. Nghe động tĩnh này, thiếu nữ hiển nhiên là đói bụng đến phải tương đương lợi hại rồi. Ê! Chỉ tìm tới điểm này đồ vật. Ta nhớ. Ngươi khả năng, càng cần phải nó. Thiệu tiểu vũ đem mặt đừng qua một bên, nhỏ giọng trả lời chỉ là ít hầu không tự chủ lăn nhúc nhích một chút phát sinh nhẹ nhàng nuốt nước miếng âm thanh vương kỳ nở nụ cười một luồng yếu ớt dòng nước ấm chảy qua rồi ngày khác dần lạnh lẽo tâm can hắn đưa tay kéo qua rồi thiệu tiểu vũ cánh tay làm cho nàng ngồi vào bên cạnh mình sau đó đem hết thảy đồ ăn vặt đều bát đến rồi trước mặt nàng nhà đầu ngốc thân thể của ngươi mới vừa mới tiến cấp hơn nữa lại một mạch duy trì cho vào tiêu hao những thứ đồ này một mình ngươi ăn cũng không đủ thấy thiệu tiểu vũ còn muốn mở miệng, vương kỳ ấn ấn bờ vai của nàng làm cho nàng ngồi xong, bỗng nhiên mũi giật giật, hỏi. Ngươi bị thương rồi. Một điểm trầy da, đánh zombie thời điểm, bị xương sát phá vỡ điểm da. Thiệu tiểu vũ nhấc bung lên tay phải của chính mình, liền thấy nàng trong tay phải chỉ điểm cùng ngón áp út chỉ điểm then chốt nơi, có một đạo nhật nhạt tính toán thương, cứ việc đã cầm máu. Nhưng ngưng tụ huyết dạ như trước tỏa ra cho vào nhàn nhạt mùi máu tanh. Vương Kỳ trong mắt lóe ra một đạo hồng mang, bản năng, hắn đem đầu tụ tập lên đi vào, lại duỗi ra rồi đầu lưỡi ở cái kia trên vết thương liếm một thoáng. Nha! Thiều Tiểu Vũ phát sinh một tiếng thở nhẹ, hiển nhiên đối với Vương Kỳ cái này quá mức ám mùi động tác cho kích thích đến rồi, đem tay nhỏ tàn đến rồi phía sau, tỏ rõ vẻ bao hàm nộ đất trừng mắt hắn. Hiết, cái này! Ha ha, thật không tiện! Vương Kỳ một cái giật mình, hồi phục rồi thanh minh, trong mắt đạo kia hồng mang lóe lên liền qua, bất quá ở như vậy tối tâm trong hoàn cảnh, ghép lại không có mời thiệu tiểu vũ chú ý tới. Chỉ có điều vừa nãy hắn cử động quả thật có chút lỗ mãn rồi, cho tới hiện tại lúng túng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Cái kia. Người mau mau ăn đồ ăn, ta, ta đến bên ngoài lại đi tìm điểm đồ ăn. Như chạy trốn dường như, vương kỳ nhảy người lên, một cái vận chuyển thuê phòng cửa nhỏ, vèo được một thoáng liền vọt ra ngoài a à, không được a à, bên ngoài đều trời tối rồi còn có thật nhiều zombie hơn nữa phụ cận đã không có đồ ăn rồi còn có còn có thân thể của ngươi thiều tiểu vũ sững sờ đưa tay đến quang vương kỳ cánh tay có thể cửa nhỏ đã ở trước mặt nàng nặng nề giam giữ lên ngoài cửa truyền đến vương kỳ cấp tốc rời xa âm thanh yên tâm ta tự có biện pháp ngươi cẩn thận ăn một chút gì sớm một chút khôi phục thể lực a à tay nhỏ nắm tại cửa nắm thượng, có thể do dự rồi luôn mãi, nhưng không có kéo dài. Thiều tiểu vũ chậm chập đất đi trở về rồi cái kia chồng đồ ăn vặt bên cạnh ngồi xuống, đem vương kỳ thả xuống cái kia bao bánh bích quy lại cầm lên. Trên mu bàn tay bị hắn liếm quá địa phương hơi tê tê lại có chút tỏa nhiệt, thậm chí lúc này nhiệt lượng một mạch ảnh hưởng đến rồi hai gò má của nàng. Ung ục ung ục. Trống trơn cái bụng lại phát sinh rồi kháng nghị, lăng lăng không biết nghĩ cái gì thiệu tiểu vũ bị giật mình tỉnh lại. Nuốt ngụm nước miếng, nàng rốt cục xé ra rồi cái kia bao bánh bích quy. Đây là một nhà ven đường tiểu gia giàu đứng, phụ cận ngoại trừ hai cái sữa xe phô liền không có rồi những kiến trúc khác. Cứ dừng mấy chiếc xe đẩy, hoặc là nói là đâm cháy rồi mấy chiếc xe đẩy. Cũng may ghép lại không có xe cộ trực tiếp va vào trạm xăng dầu bên trong, bằng không lúc này một mảnh đều phải bị đốt thành phế tích rồi. Chu Vi đổ cho vào không ít zombie thi thể, mà ngẩng đầu viễn vọng, đã không nhìn thấy tòa kia cắt đứt cầu tung tích. Nghĩ đến dọc theo con đường này, Thiều Tiểu Vũ cũng lấy chính mình một đường dết tới nơi này, cũng thực tại là cực khổ rồi. Tuy rằng Vương Kỳ không có trải qua nhân loại tiến hóa quá trình, thế nhưng nghĩ đến Tiểu Cô Nương cũng gần như đèn cạn dầu rồi, nhưng là nàng lại còn nắm chỉ có đồ ăn mời cho mình, ha ha, thực sự là cái thiện lương nữ hài a. À phương xa như trước bồi hồi cho vào không ít zombie, hơn nữa ở ban đêm, những này zombie năng lực hoạt động cùng với tính chất công kích đều tăng nhiều. Bất quá vương kỳ chuyển hóa nửa vong linh hình thái sau khi, những người này chỉ là xa xa hướng hắn bên này nhìn lên một chút, liền tự mình tự đến khác tìm mục tiêu của mình đi tới. Đi ra rồi vài bước, chu vi phế xe cửa xe cùng vĩ hòm đều bị sốc lên, hiển nhiên là trước thiệu tiểu vũ tìm kiếm kết quả. Vương Kỳ đi tới một chiếc phá sát bên cạnh, tùy ý ngồi vào rồi trước xe che lên nhìn trong bóng tối những kia bồi hồi bóng người hắn rơi vào trầm tư như chỉ là đơn thuần tìm tòi đồ ăn đối với không sẽ chủ động trêu chọc vòng linh công kích hắn tới nói ghép lại không khó khăn hắn giờ khắc này lưu ý nhưng là trước ở bên trong phòng lại không khống chế được đến thiệu tiểu vũ trên vết thương vết máu loại này nhìn như ám mùi đường đột hành vi chỉ có vương kỳ mình mới rõ ràng hàm nghĩa trong đó chính mình lại bắt đầu khát máu rồi hơn nữa còn là ở nhân loại hình thái hạ. Tự hồ theo chính mình trình độ tiến hóa tăng cường, cách nhân loại trận doanh liền ở từ từ vận chuyển xa. Bởi vì lần này cực hạn tiêu hao sau khi, tỉnh táo chính mình ghép lại không có như thường ngày như vậy cảm thấy đói bụng. Hay là nói là, ghép lại không có đối với những kia thuộc về nhân loại đồ ăn cảm thấy khác cầu, trái lại mơ hồ khát vọng hoạt động trên thân thể người mới mẻ huyết nhục, cùng với cái kia khiến người ta cho vào mê sinh linh khí. À, đây là không đúng hay là chính mình hẳn là đến tể thượng mấy con zombie chúng nó trong cơ thể hồn hỏa hẳn là bao nhiêu có thể thỏa mãn một thoáng chính mình nhu cầu đi liếc mắt nhìn cách mình gần nhất một con ăn mặc âu phục trung niên zombie vương kỳ nhảy xuống xe từ xe bảo hiểm cái thượng bẻ xuống rồi một đoạn dây sắt hướng nó đi tới có thể nhưng vào lúc này xa xa truyền đến rồi một tiếng súng vang một tiếng sau khi tiếp theo lại là hai tiếng lại một lát sau đã có thể nghe được ô tô động cơ nổ vang. Do xa đến gần, tự hồ là hướng về phía bên mình ra. Vương kỳ cặp kia thiêu đốt cho vào bích hỏa trong con ngươi lóe qua vẻ khác lạ. Có người, hay là thì có lương thực, ngẫm lại còn muốn ở đói bụng thiệu tiểu vũ, hắn cười khăn khặt quái dị cho vào liếm liếm miệng mình gốc. Canh thứ hai đến rồi, đại gia chậm xem, ta nghỉ hơi hơi ngủ một thoáng, tối hôm qua vết đau vị trí đau xót ta một đêm không chập mắt, tỉnh ngủ rồi lại gõ chữ đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Sát ý cùng thiện ý Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 82 Sát ý cùng thiện ý cuối cùng, Vương Kỳ vẫn là lý trí chiến thắng rồi bản năng. Chính mình hẳn là vẫn là nhân loại, gặp phải nhân loại người may mắn còn sống sót phản ứng bình thường hẳn là đoạn kết hỗ trợ, mà không phải thừa dịp cháy nhà hôi của. Hắn yên lặng mà mang theo rồi xương linh mũ giáp, che khuất rồi chính mình cái kia phó dọa người bên ngoài. Sau đó cũng tốt bụng mà đem một ít che ở con đường giữa lộ xe cộ lùi tới rồi ven đường, như vậy hay là đối với những kia lưu vong mà đến các nhân loại sẽ có chút trợ giúp đi. Làm tốt tất cả những thứ này, hắn liền lặng lặng mà lùi tới rồi ven đường một nhà sửa xe phô bóng tối ở trong nguyên bản chiếm cứ nơi đây zombie ông chủ dùng nó cái kia xám trắng con ngươi trừng vương kỳ một chút hiển nhiên đối với cái này đồng loại nắm giữ chính mình hoạt động không gian tương đương bất mãn bất quá vương kỳ không để ý đến nó ỷ vào chính mình khí lực lớn trực tiếp đem cái kia zombie đẩy ra rồi sửa xe phô bên trong sau đó cửa phòng nhất khóa đem nó giam giữ tiến vào tiếng súng cùng ô tô tiếng nổ vang rền càng ngày càng gần bất quá bởi vương kỳ thính lực vượt xa người thường chúng cái kia xe cộ mở đến phụ cận thời điểm đã qua rồi hơn 5 phút. Con đường một đầu khác zombie nhóm hiển nhiên cũng bị chiếc xe này hấp dẫn, dồn dập quay đầu đón đến xe phương hướng chạy đi. Bất quá lúc này một mảnh nguyên vốn là người ở thư thớt, biến thành zombie ngoại trừ dừng lại ở đây lữ khách chính là trạm xăng dầu cùng sửa xe phô bên trong công nhân, thêm vào bị thiệu tiểu vũ trước một bước quyết định ở ngoài, lẽ loi tán tán tập trung cùng nhau cũng là chừng 20 đầu. Rất nhanh, hai đạo sáng như tuyết đèn xe đâm thủng rồi ban đêm hắc ám, một chiếc mang theo 104 đường nhãn hiệu xe công cộng như điên bò bình thường từ phương xa vọt tới. Không tính quá dày đặc bầy zombie đầu tiên là bị chạy như bay đầu xe đánh bay rồi hơn nữa, tiếp theo cái kia trong cửa sổ xe lại duỗi ra hai khẩu súng lục, liên tiếp mười mấy thương, đem áp sát thân xe zombie toàn bộ đánh gục. Chi, một tiếng chói tai tiếng thắng xe, tràn đầy huyết ô xe công cộng ở trạm xăng dầu trước nóng giận ngừng lại. Cửa xe phần phật mở ra, lập tức nhảy xuống rồi bốn, nằm cái nam nhân. Một người trong đó thân hình hán tử khôi ngô trầm giọng ra lệnh. Hoàng Dương, Mông Dịch, hai người phụ trách cảnh giới Chu Vi. Hồ Nghiễm ngươi cho xe cố lên, tặng sông Dương, ngươi theo ta đi vào, nhìn bên trong có thể hay không tìm tới thứ hữu dụng. Xuống xe mấy người đáp ứng một tiếng, liền phân tán ra đến, Vương Kỳ chú ý tới, mấy người bọn họ trong tay đa số có súng, không có thương trong tay cũng cầm dao bầu cùng ống tuyết loại hình hung khí, hiển nhiên đều là cùng zombie liệu mạng quá hảo thủ. Đang đang đang, Vương Kỳ dùng trong tay dây sắt vang lên rồi sửa chữa phô cửa sắt, nhất thời liền có mấy cái thương chỉ về rồi phương hướng của hắn. Đồng thời có người khẽ quát. Ai ở cái kia? Không cần nổ súng, ta là nhân loại. Vương Kỳ giơ hai tay từ sửa chữa phô bên trong đi ra, trạm xăng dậu bên trong còn có thiệu tiểu vũ ở, nếu là liền như thế bị bọn họ xông vào, địch ta không phân tình huống hạ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lập tức liền có hai đạo đèn tin ánh sáng chiếu vào rồi trên người hắn. Bởi áo khoác đã thoát cho thiệu tiểu vũ, vương kỳ trên người chỉ mặc vào, đâm qua, một cái bẩn thiểu lông dê sam, chỉ là trên đầu hắn cái kia tạo hình quái dị xương linh mũ giáp có vẻ hơi chói mắt. Trước cái kia phát hiệu lệnh nam nhân, một tay ghiềm súng, một tay cầm ngược bắt tay điện, tiến lên rồi hai bước quát hỏi. Ngươi là người nào? Trên đầu mang cái gì? Cho ta hái xuống. Chớ sốt sắn, một cái mặt nạ mà thôi. Vương Kỳ đưa tay đến trích khăn trùm đầu bình thường xương linh mũ giáp, đồng thời cấp tốc giải trừ rồi nửa vong linh hình thái. Dù sao trước không dám xác định đối phương có thể hay không như giống như chim sợ ná trực tiếp nổ súng, vì lẽ đó một mạch duy trì cho vào thối rửa chiến tranh khu bảo vệ bất quá hiện tại hẳn tạm thời an toàn rồi thấy rõ rồi vương kỳ dung nạp người đối diện rốt cục thở phào nhẹ nhõm mà vương kỳ cũng phi thường thức thời cầm trong tay cái kia cắt làm vũ khí dây sắt ném tới rồi một bên đến đây đi tiểu tử ngươi là người nơi này người đối diện đều bỏ súng xuống ăn dù sao vương kỳ nhân loại bề ngoại dáng vẻ ghép lại không có quá to lớn lực uy hiếp cái kia đầu lĩnh nam nhân hướng hắn vẫy vẫy tay ngữ khí cũng theo ôn hòa một chút không chúng ta cũng là đi ngang qua nơi này, ạch, à, ta cùng mùi mùi ta hai người trốn ở chỗ này qua đêm, muốn chờ hừng đông sẽ rời đi. thấy những người kia lần thứ hai phân tán đi làm chuyện của chính mình, một người trong đó đi vào rồi mở rộng cửa lớn trạm xăng dầu, vương kỳ có chút câu nệ đưa tay chỉ bên trong, mùi mùi ta còn muốn ở bên trong nghỉ ngơi. người đàn ông kia trái lại thông tình đạt lý, gật gật đầu liền hướng về tiếng vào trạm xăng dầu người thét to một tiếng. Tằng Song Dương bên trong có cái cô gái, chú ý một chút, đừng dọa đến nhân gia. Nhưng mà lời còn chưa dứt, chợt nghe rên lên một tiếng, sau đó liền nhìn thấy trước tiếng vào trạm xăng dầu bên trong người đàn ông kia toàn bộ đất bay ra. Rầm một tiếng va nát rồi pha lê tường, liên tiếp cút khỏi rồi ba, bốn mét mới ngừng lại. Nguy hiểm. Tất cả mọi người đều dơ lên rồi vũ khí trong tay, một người đi thăm dò xem người đàn ông kia thương thế, những người khác lấy hình quạt vòng vây vây nhốt rồi cái kia phiến bị phá tan cửa lớn thật bạo lực vương kỳ lườm một cái bất đắc dĩ vỗ vỗ gáy của chính mình sau đó chen làm ra một bộ cười làm lành dáng vẻ mở ra hai tay chặn đến mọi người trước người liên tục chắp tay mỗi cái vị đại ca thật thật không tiện mùi mùi ta ra tay không nhẹ không nặng ta lúc này liền đến làm cho nàng cho các vị xin lỗi mùi mùi ngươi làm ra cái kia đầu lĩnh nam nhân hơi đè xuống nòng súng hơi khác thường nhìn Vương Kỳ. Vừa nãy thủ hạ mình bay ra khoảng cách có tới 6, 7 mét, hắn còn tưởng rằng bên trong cất giấu cái gì biến dị quái vật hoặc là zombie loại hình đồ vật, có thể tên tiểu tử này lại còn nói là mùi mùi của hắn làm ra. Lẽ nào mùi mùi của hắn là cái thân cao 8 thước, vòng eo cũng 8 thước hình người khủng long. Ôi má ơi, bên trong cái kia bé gái mạnh mảnh. Lão tử eo đều sắp bẻ đi lúc này cái kia xuất đi ra nam nhân tại đồng bạn nâng đỡ rầm rì đất đứng lên vương kỳ trong lòng hơi định ra thiệu tiểu vũ không có hạ nặng tay như vậy tốt nhất muốn thật làm ra tử thương đến chính mình cũng chỉ đành thuận thế đem bọn họ diệt kỳ thực diệt bọn hắn cũng không sai lượng lớn sinh linh khí còn có vũ khí hay là còn có lương thực có chuyện gì xảy ra rồi sao liền ở vương kỳ con ngươi chuyển loạn thậm chí ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm thời điểm trên xe lại truyền tới rồi thanh âm một nữ nhân tiếp theo cửa sổ xe bị kéo dài một cái khuôn mặt đẹp để thiếu phụ đem đầu từ cửa sổ xe thượng dò xét đi ra không có chuyện gì lão bà lại gặp gỡ rồi hai cái người may mắn còn sống sót các ngươi đừng loạn mở cửa sổ ha đều đi vào chúng ta thu thập xong liền lên xe cái kia đầu lĩnh nam nhân ngữ khí trong nháy mắt trở nên ôn hòa lên đồng thời hướng mặt khác mấy phiến cũng muốn cùng cho vào đánh lái xe xong kêu lên vương kỳ ánh mắt đột nhiên co rụt lại đồng thời đáy mắt cái kia tia ác ý cũng lập tức tiêu tan ra hắn đã nhìn rõ ràng trong xe trừ đi lúc này mấy nam nhân ở ngoài cũng không có thiếu người già trẻ em đã như vậy xem ra những người này cũng không phải cùng hung cực ác hạng người mà chính mình tự nhiên cũng không phải làm sát kẻ vô tội người đi hít một hơi thật sâu mắt thấy bầu không khí hơi dịu đi một chút vương kỳ lúc này mới quay đầu lại hướng về trạm xăng dầu bên trong chào hỏi. Tiểu Vũ, đi ra đi, là cái người may mắn còn sống sót đội ngũ, chúng ta có cứu. Canh thứ nhất đến rồi, chương tiếp theo ở 7 giờ tối. Ngày hôm nay là giải phẫu ngày thứ ba, cảm giác đau giảm bớt rồi rất nhiều. Ta sẽ tận lực nắm phía trước ghi nợ bản thảo bù đắp, xin mời các vị độc giả đọc sách sau khi, nhớ tới thu trốn một chút, o, o cảm tạ. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Người may mắn còn sống sót tiểu đội Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 83 Người may mắn còn sống sót tiểu đội ngồi lên rồi lâu không gặp xe công cộng, bất kể là Vương Kỳ vẫn là thiệu tiểu vũ, trong lòng đều nổi lên rồi một loại cảm giác cổ quái. Chỉ là chốc lát ánh mắt giao lưu, hai người liền quyết định gia nhập rồi cái này người may mắn còn sống sót tiểu đội. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bởi vì bọn họ đều là từ phía Tây Mẫn Giang thì chạy ra, chuẩn bị lên phía Bắc Đào Mạng. Có thể thêm vào bọn họ đi nhờ xe, đối với với mình hai người hành trình cũng có trợ giúp rất lớn. Trên xe hành khách tổng cộng 7 năm năm nữ 12 người trưởng thành, cộng thêm hai cái năm, 6 tuổi hài tử. Trong đó cái kia 5 năm năm nữ hai đứa bé là một cái đoàn thể nhỏ, trước phát hiệu lệnh nam tử kêu Trương Bân Duệ, xuất ngũ quân nhân, ở một công ty làm bảo an, mấy người khác đều là chiến hữu của hắn cùng chiến hữu phu nhân. Tai nạn phát sinh lúc đó, bọn họ năm người nhà chính đang liên hoan, chúc mừng chiến hữu Hoàng Dương Vinh lên nào đó công ty nghiệp vụ quản lý. Mấy chén rượu vào bụng, đại gia tán gẫu được chính kịch thời điểm, ánh mắt tốt nhất Trương Bân Duệ chú ý đến bên ngoài phát sinh hỗn loạn đã từng từng làm lính trinh sát hắn rất bén nhạy phát giác được sự tình không đúng, kéo còn muốn xem trò vui mấy cái chiến hữu, thừa dịp hỗn loạn khuếch tán tiếng vào quán cơm trước, từ an toàn lối ra sông ra ngoài. Như tận thế giống như tai nạn giáng lâm, khắp nơi là đâm cháy xe cộ, chạy trốn đám người, cùng với đuổi sát không buông, điên cuồng săn bắn giết bọn họ zombie. Mấy người đều là xuất ngủ không lâu, hơn nữa từng người thân thủ đều tính toán không sai, che chở vợ của chính mình hài tử đoạt một chiếc liền tài xế đều biến thành zombie xe công cộng, lao ra rồi hỗn loạn nhất trung tâm thành phố. Sau đó ở hồ nghiễm theo đề nghị, mấy người xông một chỗ đồng dạng bị zombie công chiếm cục công an, làm đến rồi mấy cái di lạc súng lục cùng một ít quản chế đao cụ. Có vũ khí sau khi, bọn họ lại thu thập một chút đồ ăn cùng nước uống, liền liền lái xe lao ra rồi mẫn gian thị khu. Mặt khác hai người đàn ông, một già một trẻ, năm gần 50 năm nhân gọi là khổng lồ biển, là thị giao một cái nhà vườn, bởi kéo hoa quả nông dùng xe không tốt ở trên đường, mà không có rơi vào trong hỗn loạn mẫn gian thị, cho nên kiếm về một cái mạng, sau đó đang bị zombie truy sát trên đường, bị trương bân duệ bọn họ cứu, thành rồi trong tiểu đội một thành viên. Một cái khác nhưng là cái 17-18 tuổi thiếu niên, họ mã tên gọi Hoàng. Có chút đơn bạc thân thể, dết mát cách thức kiểu tóc, một bộ đầu đường tên côn đồ cắt ké trang phục tâm thái của hắn ngược lại không tệ, dọc theo đường đi máu tanh sát trường, khát máu zombie, không chỉ không mời hắn cảm thấy sợ hãi, trái lại cặp kia mang theo vành mắt đen trong đôi mắt, còn muốn tràn đầy một loại dị dạng vẻ hưng phấn. Trương Bân Duệ bọn họ phát hiện tiểu tử này thời điểm, hắn còn muốn cầm một cái ống tuyết ra sức đất đấm vào một con zombie đầu. Nếu không là người trên xe động tác nhanh, hắn phỏng chừng sẽ bị đến tiếp sau đuổi theo zombie nhóm hoạt động xé ra. Lam Thị thành lập rồi người may mắn còn sống sót căn cứ. Vương Kỳ đem phân phối cho hắn một khối áp súc bánh bích quy nhét vào rồi cúi đầu ăn uống thiệu tiểu vũ trong tay, hơi kinh ngạc đất đối với phân phát đồ ăn Lý Tinh hỏi. Lý Tinh là Trương Bân Duệ Thê Tử, năm nay 26 tuổi, tướng Mạo Thanh Tú, vóc người cũng rất tốt. Trước ở nhất quán rượu làm to đường quản lý, làm người rất hòa thuận, cũng rất thiện giao tiếp, hiện tại cùng cái khác mấy người phụ nhân phụ trách tiểu đội hậu cần. Hưng, ngày hôm qua ở máy thu thanh bên trong được tin tức lý tinh mỉm cười nhìn ăn như hùng như sói ăn đồ ăn mùi mùi cùng với cưng chiều đất đem đồ ăn tặng cho mùi mùi ca ca hai huynh mùi này xem ra chỉ là học sinh phổ thông muốn bọn họ có thể ở trận này đáng sợ trong tai nạn sống đến hiện tại cũng thực sự là không dễ dàng a à. máy thu thanh hiện tại vô tuyến điện thông tin đã khôi phục rồi sao vương kỳ trong lòng vui vẻ nếu như thông tin khôi phục nói không chắc chính mình cũng có thể tìm tới con đường, sớm biết một ít liên quan với an quan thành phố hoặc là chương ninh tỉnh tình huống bên kia rồi. Chính phủ nói là đang cố gắng khôi phục thông tin, chỉ có điều hiện tại luôn có một loại không biết tên quấy rầy tồn tại, mỗi ngày chỉ có 12 giờ trưa khoảng chừng, mới có thể miễn cưỡng từ máy thu thanh bên trong thu được một ít đức quản tin tức. Lý Tinh ngồi vào rồi thiệu tiểu vũ đối diện, véo mở một chai nước suối đưa tới rồi cái này tự hồ rất lâu chưa từng ăn đồ vật nữ hài trong tay. Vương Kỳ sờ sờ cầm, 22 tuổi hắn đã dài ra chút chồng râu, chỉ có điều gần nhất không thời gian quản lý, mò lên tự hồ có hơi đâm tay rồi. Lam Thị là Nam Phong tỉnh tỉnh lỵ, từ xưa cũng là binh gia vùng giao tranh, phụ cận trú quân không ít, hơn nữa vật tư phong phú giao thông phát đạt, chính phủ sẽ chọn ở nơi đó thành lập người may mắn còn sống sót căn cứ, hoàn toàn là có thể. Chính mình hôn mê thời gian trong, thiệu tiểu vũ mang theo chính mình đi tới phương hướng hơi hơi đi chệt, bất quá vừa vặn cũng tha cho mở ra khả năng trải qua mẫn gian thị, như vậy chỉ cần quá rồi lam thị sau khi, liền có thể trực tiếp ra tỉnh, sau đó trải qua liền nhau lệ hồ thị sau khi, chính là mục đích của chính mình đất an quan thành phố rồi. Khoảng cách ở rút ngắn, hy vọng ở trước mắt A. Xe lại mở ra hơn nửa canh giờ, ở một khối vẫn tính trống trải con đường một bên ngừng lại. Chung quanh đây tựa hồ đang làm khai phá, khu dân cư đều bị phá dở gần đủ rồi từ xa nhìn lại, trong bóng tối ngừng cho vào một ít quạt cuộc cơ, bất quá tựa hộ ghép lại không có nhìn thấy công nhân trang phục zombie, phỏng chừng tai nạn phát sinh lúc đó, mảnh này công trường ghép lại không có khởi công. Cũng là nguyên nhân này, xe công cộng phụ cận mấy trăm mét bên trong đều không có nhìn thấy zombie hình bóng, hiển nhiên là một chỗ cực kỳ hiếm thấy an toàn cắm trại đất rồi. Người may mắn còn sống sót nhóm đều biết, ban đêm zombie so với cả càng thêm đáng sợ mà ban đêm xe cẩu cũng sẽ bởi vì tầm nhìn duyên cớ trở nên càng nguy hiểm vì lẽ đó có thể tìm tới một chỗ chỗ an toàn tiểu đội người liền quả đoán đất quyết định đổ xe cắm trại chúng hừng đông sau khi lại tiếp tục tiến lên nói là cắm trại kỳ thực đại gia đều là lưu ở trên xe nghỉ ngơi mấy cái mang theo hài tử nữ nhân trước cũng đã tự sát cho vào ngủ thiếp đi hết thảy chiếu sáng thiết bị đều tắt rồi thùng xe một vùng tăm tối bởi vì trong đêm tối ánh sáng dễ dàng nhất đưa tới những kia đáng sợ khách không mời mà đến bảy người đàn ông cần thay phiên trực đêm dựa vào một chiếc cùng súng ống đồng thời tìm tới hồng ngoại tuyến kính viễn vọng cũng có thể miễn cưỡng ở lúc này trong bóng tối đưa đến nhất định cảnh giới tác dụng vương kỳ vừa gia nhập bất quá hắn nhưng xung phong nhận việc đất xin rồi đêm nay ca đêm trước hôn mê rồi gần năm tiếng hắn giờ phút này là một chút buồn ngủ cũng không có thêm vào hắn ban đêm thị lực vô cùng tốt, đem phe mình an giao tất cả cho một chiếc hồng ngoại kính viễn vọng, còn không bằng chính mình tự mình lên sân khấu đáng tin. Từ đuôi xe nơi trèo lên xe chống đỡ, cùng hắn đồng thời phụ trách đệ nhất ca chính là cái kia gọi là tàng sông dương tóc húi của thanh niên, cũng chính là trước ở trạm xăng dầu bị thiệu tiểu vũ một thoáng ném ra cái kia nhân. Hắn bao bọc một cái thảm ngồi ở trên mui xe, bưng kính viễn vọng hướng nhìn chung quanh, thấy Vương Kỳ chỉ xuyên lúc này một cái lông dê sam liền bò lên trên, cười cười nói. Làm sao không mang theo điều trên thảm đến? Hiện tại đã bắt đầu mùa đông rồi, lo lắng cảm lạnh cái nào? Hừm, cảm tạ Dương ca, ta không lạnh đây. Vương Kỳ ngồi vào rồi bên cạnh hắn, thầm thúy con ngươi như chim ưng đảo qua chu vi, ở trên cao nhìn xuống, phạm vi mấy trăm mét bên trong cảnh vật ở trong mắt hắn đều là lông tóc tất thấy. Cành thứ hai đến rồi, đại gia chậm xem, Ta cầm nước xong kế tục gõ chữ, mặt khác, lần thứ hai quỳ yêu cầu thu gom, o, o cảm tạ. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Dưới màn đêm bày chó Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 84 Dưới màn đêm bày chó, mùi mùi ngươi thân thủ thật không tệ, xem ra ngươi thân thể cũng rất bò. Các ngươi sẽ không là nào đó nào đó võ học thế gia xuất thân chứ?" Tằng Song Dương dò xét rồi một vòng, để ống dầm xuống, từ trong túi tiền lấy ra nhất gói thuốc lá, đưa cho một cái cho Vương Kỳ. Võ học thế gia không thể nói được, khi còn bé đồng thời cùng sư phụ học được điểm công phu cường thân kiện thể mà thôi. Thiều Tiểu Vũ đã từng ra tay rồi, lại giấu dốt khẳng định không được, bất quá nếu đối phương đều giúp mình tìm cái cớ, Vương Kỳ trái lại mừng rỡ mừng pha hạ lừa. Cha cha ngươi mùi tử kia xác thực lợi hại, muốn năm đó ta ở trong bộ đội cũng không phải ăn cơm khô, ai biết còn chưa hiểu tình huống liền bị nàng vứt bay như vậy xa. Ai, mới vừa rồi bị lão bà ta khứu rồi hơn nửa ngày rồi, ha ha. Tặng sông dương đốt đuốc lên, đẹp đẹp đất hấp một cái, tàn thuốc chíp chíp đất sáng hồng quang, chiếu ra hắn tấm kia ngâm đen chân chất khuôn mặt. Ha ha, nói tới đây, còn phải thay ta cái kia không hiểu chuyện em gái cùng dương ca ngươi nói lời xin lỗi rồi. Vương Kỳ cười đối với Tằng Song Dương thấp cúi đầu, hơn nữa Dương ca ngươi khi đó không phải cũng không đáng kể rồi sao, ta muội tử kia lớn lên quá có lừa dối tính, trước cũng không biết có bao nhiêu năm nhân ăn qua nàng thiệt thòi đây. Ha ha, vậy ta có thể chiếm được đối với ngươi cái kia tương lai em rễ mặt niệm ba phút rồi. Tằng Song Dương cũng cười trên sự đau khổ của người khác đất nở nụ cười. Tằng Song Dương năm nay 28 tuổi, so với Vương Kỳ lớn hơn 6 tuổi, không đa nghi tính như trước tuổi trẻ tán gẫu đùa giỡn cũng là huân tố không kỵ vương kỳ với hắn hàng huyên lúc thì lẫn nhau đều quen thuộc lên ngươi thật sự không lạnh sao có muốn hay không ta xuống lấy cho ngươi chút rượu uống hai cái khu khu hàng tằng song dương xem vương kỳ quần áo trên người thực sự là đơn bạc quá đáng vừa vặn tán gẫu nổi kình liền đề nghị có hay không uống hai cái hiếc cái kia ta sẽ không uống rượu nhắc tới tửu vương kỳ cười khổ cho vào lắc lắc đầu Kỳ thực trước chính mình uống rượu rất hung, đặc biệt là phụ mẫu đều mất sau khi, hắn hầu như hơn một tháng đều ngâm mình ở trong rượu. Phóng chừng ung thư gan cũng là vào lúc ấy phóng túng gây ra đó. Vì lẽ đó kể từ khi biết bệnh tình của chính mình sau khi, hắn liền không còn dám uống rượu, dù cho lấy hắn hiện tại thân thể, đừng nói là uống rượu, coi như là uống tanon phỏng chừng cũng không có việc gì. Thế nhưng hắn vẫn là không muốn nghe thấy được cái kia cổ mùi rượu hay là đây chính là trong truyền thuyết bóng ma trong lòng đi? Không có chuyện gì, coi như là ấm người con rồi. Tằng song dương nói đã đứng dậy đến, vừa chuẩn bị hướng phía dưới trèo, vừa vui cười con đường, nằm nhân mà, sao có thể không khói vô tử, trước đi ngang qua cái kia gia siêu thị thời điểm, ta đặc biệt nhiều cầm vài bình. Vương Kỳ cười khổ cho vào lắc lắc đầu, vừa đem tầm mắt dời đi, bỗng nhiên nhưng là trồng mắt co rụt lại. Chờ đã. Có tình huống. Vương Kỳ tăng đất một thoáng đứng lên, khẽ quát. Liền ở vừa nãy trong nháy mắt, hắn nhìn thấy cách đường cái cách đó không xa một mảnh hoang trong bụi cỏ đột nhiên nhúc nhích một chút. Như chỉ là gió thổi cỏ lây tự nhiên là không cần lưu ý, bất quá đập vào mặt gió đêm đồng thời đưa tới rồi một luồng chỉ thuộc về sinh vật vong linh tanh tưởi. Tăng sông Dương bị Vương Kỳ nhất gọi, nhất thời cũng đổi sắc mặt, Vương mình lên xe chống đỡ, bừng lên kính viễn vọng hướng về Vương Kỳ chỉ về phương hướng nhìn lại bụi cỏ ở đồng, hơn nữa tuyệt không là gió thổi, bởi vì hai người đều nhìn rõ ràng rồi ở trong bụi cỏ chậm rãi tới gần bóng người. Cái kia hình thể, cái kia da lông, Vương Kỳ đã có thể khẳng định, đúng là mình trước đã từng gặp được zombie khuyển. Sàn sạc cắt, âm thanh theo gió mà đến, Vương Kỳ lông mày cau lại, nhìn khắp bốn phía. Lại phát hiện có zombie khuyển tới gần phương hướng cũng không chỉ một chỗ Đường cái hai bên đất hoang Cùng với đường cái hai đầu mặt đường thượng đều xuất hiện rồi túng năm tụng ba zombie khuyển. Chúng nó không giống sống sót con chó giống như vậy, sẽ phát sinh gầm nhẹ hoặc là hỗn hển thở dốc, chỉ là như vậy lẳng lặng mà cất bước tới gần, có thể mang cho người ta sợ hãi cùng cảm giác ngột ngạt, nhưng đều hơn xa những kia sống sót bầy chó. Ngoài thành đất hoang, thường thường đều là chó hoang mèo hoang nhóm tụ tập nơi, mà giờ khắc này vong linh hóa chúng nó, đã trở thành rồi so với zombie bình thường sát thủ đáng sợ hơn. Mau đứng lên! mau đứng lên. Có quái vật lại đây rồi. Tằng sông Dương đã kéo rồi nóc xe thiên sông, hướng về bên trong buồng xe hô lớn. Bên trong buồng xe người đều rất cảnh giác, chỉ hô một tiếng, hầu như tất cả mọi người đều trèo lên. Đèn xe sáng lên, mấy thúc thủ điện quang cũng cách cửa sổ xe hướng chu vi vọt tới. Bất quá, cái góc độ này thượng trương bân duệ chúng nhân còn muốn không thấy rõ cách xa ở hơn trăm mét ở ngoài zombie khuyển loạt. Xảy ra chuyện gì? Trương Bân Duệ đối với từ trên mui xe hạ xuống tầng sông Dương vội hỏi. Vâng. Là quái vật. Tầng sông Dương dùng kính viễn vọng ghép lại không nhìn ra đặc biệt rõ ràng, không biết hình dung như thế nào. Mà lúc này đóng cửa xe Vương Kỳ đã nói bổ sung. Là zombie khuyển, chính là phụ cận chó hoang loạt biến thành zombie, số lượng rất nhiều, trước sau trái phải đều có, không dưới 30 đầu. Ừ, Trương Bân Duệ hít vào một ngụm khí lạnh cứ việc hắn không từng tao ngộ zombie khuyển, nhưng coi như là 30 đầu đều bị bệnh chó điên chó hoang, vậy cũng là phi thường đáng sợ đối thủ rồi. Hầu như không do dự, hắn liền quay đầu hướng buồn lái mông dịch hô. Lái xe, sẵn khoái lái xe. Mông dịch đã véo động rồi chìa khóa, xe công cộng động cơ phát sinh một tiếng nổ vang, rồi đột nhiên khải chuyển động. Hay là động cơ nổ vang kích thích đến rồi zombie khuyển nhóm, nguyên bản chỉ là lặng lẽ vây quanh mà đến bầy chó bỗng nhiên cùng nhau phát sinh một tiếng khó nghe gào thét, sau đó từng con dường như bạo phát báo săn giống như vậy, thật nhanh hướng về xe công cộng phương hướng vọt tới. Tốc độ thật nhanh. Vương Kỳ hơi run run, run. những này zombie khuyển hiển nhiên so với trước chính mình ở cái kia sân nuôi heo gặp ở ngoài đến cái kia hai con đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Coi như không có toàn bộ đạt đến hồn linh cấp, cũng chí ít đều ở hôi linh cực đỉnh cao trở lên xe công cộng chung quy chỉ là xe công cộng, trong nháy mắt tăng tốc năng lực ghép lại không lý tưởng. Mà ngay phía trước 8 cái zombie khuyển đã xuất hiện ở đèn xe chiếu rọi bên trong phạm vi. Ao ao ao, lúc này mấy cái zombie khuyển đối mặt chính diện nghiền ép mà đến xe công cộng hào không tránh lui, trực tiếp thả người bay nhào, cứng rắn đầu chó ầm ầm va chạm ở trước xe kính trắng gió thượng, nhất thời xuất hiện một đám lớn hoa tuyết trạng vết trạng nứt. Gây go. Không nhìn thấy rồi tầm nhìn toàn bộ bị che đậy, mà những zombie đó khuyển xung kích không chút nào thấy dừng lại, một thoáng tàn nhẫn quá một thoáng va chạm hạ, kính chắn gió rốt cục không chịu nổi rồi, một số địa phương xuất hiện rồi bị va nứt chỗ vỡ. Âm, Trương Bân Duệ trong tay 54 cách thức bóp cò súng, một con vừa đánh vỡ kính chắn gió, đem nửa cái máu me đầm đi đầu chó thăm dò vào buồng lái zombie khuyển bị một thương nổ đầu, còn sót lại thi thể bị đạn xung lượng mang bay ra ngoài, sau một khắc liền bị ép vào rồi bánh xe bên dưới. Hầu như ở đồng thời, tiếng súng từ phía sau cùng hai bên đồng thời vang lên, bởi vì đi theo mà đến bầy chó cũng từ trong bóng tối lộ ra rồi bóng người, lấy ghép lại không thua gì xe công cộng tốc độ kéo căng đuổi theo. Sảng khoái Nữ nhân bọn nhỏ đều tập trung vào trong buồng xe đến, các nam nhân luyện gia hỏa chuẩn bị. Trương Bân Duệ lớn tiếng mà hô quát cho vào, đồng thời vừa lái đấu súng dết cho vào kế tục xông tới cho vào trước xe kính chắn gió zombie khuyển, vừa từ chiến hữu trong tay tiếp nhận rồi một thanh dao bầu. Có thể vào thời khắc này, cửa xe dựa vào phía sau vỗ một cái cửa sổ xe bỗng nhiên nổ tung, một cái giữ tận đầu chó gào thét cho vào đem tràn đầy răng nanh miệng lớn cắn về phía một cái còn chưa kịp đứng dậy nữ nhân. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Đẫm máu thùng xe Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 85 Đẫm máu thùng xe cửa sổ xe vỡ vụn cùng nữ nhân kêu sợ hãi, nhất thời gây nên rồi bên trong buồng xe phụ trách cảnh giới các nam nhân chú ý. Trương Bân Duệ phản ứng đầu tiên, nhưng là hắn giờ khắc này vì bảo vệ tài xế mà đứng ở đầu xe, căn bản không tìm được góc độ bắn, trong tay 54 cách thức nhất lên, nhưng chậm chạp không dám bóp cò súng mà cái khác vài tên chiến hữu lại được mới vừa nắm tầm mắt chuyển qua đến, căn bản không kịp ra tay. Liền ở lúc này ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, một cái tay bỗng nhiên từ người phụ nữ kia phía sau dò ra, trực tiếp khu vào đầu kia zombie khuyển mở ra miệng rộng bên trong. Zombie khuyển thuận thế miệng rộng hợp lại, sắc bén răng nanh cắn ở cái kia nhân hổ khẩu thượng. Nhưng mà sen kẻ như răng lược, không có huyết nhục tung tóe, chỉ có truyền đến một trận khó nghe tiếng ma sát sợ hãi không thôi nữ nhân lúc này mới phát hiện, cái kia nhân nắm miệng chó trên tay phải, mang một bộ một mạch kéo dài tới cánh tay nhỏ vị trí màu trắng găng tay. Cũng không biết cái kia găng tay là cái gì vật liệu chế thành, cái kia zombie khuyển trắng toát trăng nanh cắn ở phía trên, liền dường như cắn tới rồi cứng trắng tắm thép không có cách nào tiến thêm. Mà chủ nhân của cái tay kia nhưng là bỗng nhiên ra sức, zombie khuyển cổ hồng phát sinh một tiếng nhẹ nhàng nghẹn ngào, sau đó chỉnh cái cẩu đầu liền như thế bị mạnh mẽ đất bóp nát ra dòng máu đen hỗn hợp cho vào hôi bạch sắt ốc tung tóe đem cách gần nhất người phụ nữ kia lâm rồi một con một mặt người phụ nữ kia như mất hồn giống như vậy rít gào lên ngã xuống đất sau đó liên tục lăn lộn đất tiến vào trong buồng xe bộ tụ tập trong đám người lão bà lão bà ngươi không sao chứ hồn nhiễm thả xuống súng, súng trong tay vội chạy tới ông lấy người phụ nữ kia cũng may mặc dù là máu me đầy mặt, có thể tự hồ cũng không có bị tổn thương gì. Mà lúc này, đại đa số người đều thấy rõ rồi, ra tay chính là vừa gia nhập cái kia kêu Vương Kỳ sinh viên đại học. Cẩn thận. Vương Kỳ đối với loại này chiến đấu bên trong còn muốn phân thần đi ông lão bà hành vi khẽ cau mày, một tiếng quát nhẹ sau khi, xoay người một cái đá chéo, hầu như liền ở hắn ra chân đồng thời, đối diện cửa sổ cũng bị va nát một con đầu đầy là huyết zombie khuyển vừa đem đầu dò vào cửa sổ xe, liền bị Vương Kỳ một cước đạp ở mặt thượng, không nói tiếng nào đất bị đá bay ra ngoài. Mà ở đuôi xe phụ cận Thiệu Tiểu Vũ cũng bắt đầu đồng thủ rồi, nàng đôi tay nắm lấy cố định ở nóc xe tay vịn lan can, mảnh hơi dùng sức liền đưa nó bài đi, sau đó thiết quản về phía sau đột nhiên nhất đâm, một con vừa bác lên xe xong zombie khuyển liền bị thiết quản từ khoang miệng đâm vào, từ sau não thông suốt đi ra càng ngày càng nhiều zombie khuyển nhào lên xe thân thể, hai bên cửa sổ xe liên tiếp bị cứng trắng đầu chó va nát, trong xe các nam nhân đều cơ quan chuyển động, hoặc là dùng thương, hay là dùng trong tay dao bầu ống tuyết, thừa dịp đầu chó vừa thăm dò vào thời điểm, chính là một trận tàn nhẫn đánh, lục tục lại đánh gục rồi bốn con zombie khuyển. Có thể vừa lúc đó, thân xe đột nhiên nhất tà, sau đó đột nhiên ngừng lại. Nguyên lai like bởi kính trắng gió bị va trang trí hoa văn, tầm nhìn không rõ, lái xe mông dịch không kịp phản ứng, đem xe công cộng mở rơi xuống nền đường, trước bánh xe rơi vào rồi ven đường rảnh thoát nước bên trong. Bỗng nhiên gần sóng lệnh trong buồng xe một trận người ngã ngựa đổ. Lúc này cái kia kêu bàn đại hải lão nông đang chuẩn bị dùng một côn đến tạp một con đem đầu dò vào thùng xe zombie khuyển, ai biết lúc này nhất sóc nảy, không chỉ mời hắn nhất côn thất bại, trái lại bị cái kia zombie khuyển nhìn bên trong cơ hội một cái cắn ở trên cổ tay của hắn cọt kẹt, vang lên giòn giả, zombie khuyển cái kia kinh người cắn hợp lực hạ, lão nông thủ đoạn bị dễ dàng cắn đứt. Máu tươi dường như nổ tung vòi nước bình thường phun tung tóe mà ra, bàn đại hải đau đến lăn lộn đầy đất, mà cái kia zombie khuyển nhưng là nhân cơ hội nhảy lên, từ cái kia quạt gió sông nhảy vào. Trực tiếp nhào tới còn chưa bò lên bàn đại hải trên lưng, chỉ một cái, nó liền cắn đứt rồi lão nhân xương cổ, lão nhân hét thảm im bặt đi, cứng ngắc thi thể ngã vào rồi vũng máu ở trong. súc sinh đi chết a. À. Cách gần nhất mã vũ hoàng dơ lên trong tay ống tuyết hướng về đầu kia zombie khuyển đánh tới. Nhưng mà bất kể là khí lực vẫn là chính xác đều thiếu nợ dai hắn, lúc này nhất côn chỉ đánh vào cái kia zombie khuyển eo lưng thượng, vẹn vẹn chỉ là đem zombie khuyển đánh lui lại mấy bước, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà lần này trái lại là đem zombie khuyển đẩy mạnh rồi đoàn người, Súc sinh này liếc mắt quét qua liền nhìn thấy bên người cách đó không xa một cô bé, nàng đã bị lúc này khủng bố cảnh tượng dọa bối rối, chăm chú bưng con mắt của chính mình ngồi chầm hổng trên mặt đất khóc lớn. Zombie khuyển công người một cái bắn ra liền cắn về phía rồi bé gái kia, mẹ của nàng liền ở con gái bên cạnh, thấy tình cảnh này kinh hô một tiếng đem con gái đánh gục, sau một khắc, zombie khuyển răng nanh sắc bén liền cắn đứt rồi người mẫu thân này nửa bên cái cổ. Tuyết tình Tiểu Linh phụ trách phía bên phải cửa sổ xe tàng song dương nhất thời đỏ cả mắt, hắn giơ lên súng lục trong tay hướng cái kia zombie khuyển bắn liên tục hai phát, nhưng mà súc sinh này động tác nhanh nhẹn, phát súng đầu tiên xạ không trung, thương thứ hai đánh vào trên lưng của nó, bắn lên một đóa máu đen trang trí hoa văn, nhưng không cách nào ngăn cản động tác của nó. Mã Vũ Hoàng dơ ống tuyết còn muốn tiến lên hỗ trợ, có thể mắt cá chân bỗng nhiên căng thẳng, không chờ hắn phản ứng lại, hậu vệ nơi đau đớn một hồi nguyên lai like trước bị cắn chết bàn đại hải ở lúc này trong thời gian ngắn ngủi đã đã biến thành zombie, kéo lại bên trong chính mình đứng đầu tiến vào mã vũ hoàng chính là một cái cắn ở phần eo của hắn. Khối lớn huyết nhục bị kéo xuống, thậm chí ngay cả bên trong thận đều bạo lộ ra, mã vũ hoàng thân thể mềm nhũng, còn muốn muốn phản kháng, lại bị lui về đến zombie khuyển một cái cắn đứt rồi ít hầu. Tiểu Linh tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, nguyên bản vì bảo vệ nạn mà chết mụ mụ giờ khắc này đã đã biến thành đáng sợ nhất ác ma, bác ở trên người nàng điên cuồng cắn xé. Tặng sông dương sắp điên rồi, giờ thương tay run rẩy cho vào không biết nên không nên nổ súng. Chỉ trong chốc lát, thê tử chết rồi, sau đó còn muốn cắn chết rồi con gái của chính mình, thảm kịch như vậy hầu như mời hắn tại chỗ tan vỡ. Hô, một đạo bóng trắng từ trên xuống dưới, vương kỳ chẳng biết lúc nào đã vọt tới rồi phụ cận, bao vây cho vào xương linh găng tay nắm đấm một đòn oanh đến, trực tiếp đem tàn sông dương lão bà ngụy tuyết tình đầu kể cả đã sống dở chết dở từng tiểu linh đồng loạt đánh nổ nhiệt huyết tưới vào rồi tàn sông dương trên người hắn bỗng nhiên như phát rồ như thế đem súng lục trong tay chỉ về rồi vương kỳ, quát to ngươi làm gì ngươi làm gì vương kỳ không để ý đến hắn quay lưng cho vào phương hướng của hắn chân phải đột nhiên về phía sau giẫm một cái tàng song dương đột nhiên không kịp chuẩn bị bị đạp rồi lão đảo một cái liền ở hắn ngã về đằng sau thời điểm, bên cạnh cửa sổ xe rầm vỡ vụn, một con so với tiền thân hình càng thêm khôi ngô zombie khuyển từ bên ngoài nhào vào, bất quá bởi tầng sông dương té ngã, nó đòn đánh này vô hụt. Thực sự là một đoàn loạn. Vương kỳ cuối người theo vào, một quyền vung hướng về mới ra hiện rõ ra zombie khuyển. Bất quá con này hiện ra nhưng đã bước vào hồn linh cấp gia hỏa, phi thường cơ cảnh. Ý thức được vương kỳ khó đối phó sau khi, ghép lại không có mạnh mẽ chống đỡ, trái lại vừa tung người nhảy đến rồi đồng bạn bên người, hai con zombie hai con zombie khuyển đồng loạt cảnh giác cùng vương kỳ đối lập lên. Có thể chúng nó nhưng quên rồi những người khác tồn tại, chỉ thấy một đạo kình phong quét tới. Một già một trẻ hai con zombie đầu dường như bị bóng chạy cùng bắn trúng dưa hấu, phốc phốc hai lần vỡ vụn ra đến. Theo sát cho vào lại là một cước đá bay, đầu kia hôi linh cấp zombie khuyển không có phòng bị, bị một cước đá trúng bụng, cả người như ngồi hỏa tiễn bình thường hướng lên trên vọt lên, đem phía trên nóc xe xô ra rồi một cái sâu sắc ao hãm. Bên trong giao cho ngươi rồi, ta đi ra ngoài giết. Hướng cầm trong tay ống tuyết bước tiến lên thiệu tiểu vũ gật gật đầu, vương kỳ đem tay phải nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của chính mình, màu thương bạch xương linh mũ giáp từ không đến có, đem hắn toàn bộ đầu lâu gói lại, sau một khắc hắn cả người liền tỏa ra một luồng hơi thở của cái chết. Xin lỗi, xin lỗi, ta quên giả thiết tự động chương mới rồi, ngày hôm nay lúc này canh một chậm, chậm, thật không tiện, đều là sai lầm của ta, thân thể trần truồng lăn lộn yêu cầu tha thứ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Từ từ lạnh lẽo trái tim Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 86 Từ từ lạnh lẽo trái tim thùng xe không gian thực sự quá nhỏ, động bung lên tay đến bó tay bó chân, còn sợ thương tới vô tội. Hơn nữa mất đi rồi hành động lực lượng xe công cộng, đơn bạc cửa sổ xe căn bản là không có cách chống lại những này điên cuồng zombie khuyển xung kích. Cùng với ở bên trong tử thủ, còn không bằng đi ra ngoài buông tay một kích. Nói thật, nếu không là mang theo lúc này một xe trói buộc, lấy vương kỳ thực lực hôm nay, chừng 30 đầu cấp bậc còn không bằng chính mình zombie khuyển ghép lại không bị hắn nhìn ở trong mắt từ bị va nát cửa sổ xe nơi nhảy lên mà ra, lập tức thì có hai con chạy tới phụ cận zombie khuyển há mồm đón nhận. Vương kỳ bàn tay phải mở ra, năm ngón tay đầu ngón tay đồng loạt bắn ra sắc bén đau xương. Bá đất một tiếng, năm đạo bạch quan xẹt qua, chào đón hai cái cẩu đầu liền bị cắt thành rồi vài miếng, hai đám vừa tuôn ra hồn hỏa liền bị vương kỳ há to miệng rộng, nuốt vào rồi trong bụng. Lúc này đến từ phía sau bầy chó cũng đuổi theo, đang chuẩn bị đối với thả neo xe công cộng phát động vây công chúng nó, không ngờ bị Vương Kỳ một cái đột kích ngược. 4. Năm đầu hôi linh cấp zombie khuyển không phản ứng lại liền bị hắn chém nát rồi đầu lâu. Lúc này một con hồn linh cấp zombie khuyển đã phát hiện rồi Vương Kỳ cái này uy hiếp, lúc này gầm rú vài tiếng, nguyên bản vây quanh ở xe cổ chu vi bầy chó lập tức phân ra rồi một nửa, hướng về Vương Kỳ phương hướng bức bách tới. Số lượng nhiều là không có tác dụng. Vương Kỳ thờ ơ cười cợt, loại này vẻn vẹn chỉ là hôi linh cấp hoặc là hồn sơ kỵ zombie khuyển đối với mình hoàn toàn không có uy hiếp. Sự công kích của bọn họ không cách nào đột phá chính mình thối rửa chiến tranh khu phòng ngự, mà chúng nó thân thể ở chính mình xương linh vũ khí công kích hạ, như là đậu hũ không đỡ nổi một đòn. Hắn đưa tay hướng đầu kia nhìn như cao lớn nhất hồn linh cấp zombie khuyển khiêu khích đất ngoắt ngoắt ngón tay. Cũng không biết là không phải có thể rõ ràng vương kỳ ý tứ, đầu kia zombie khuyển hơi cúi người xuống, phát sinh một tiếng thấp vệ. Nhất thời, vây quanh ở vương kỳ chu vi chí ít 10 con zombie khuyển dường như nhận được mệnh lệnh giống như vậy, bỗng nhiên đồng loạt đập ra, sáng như tuyết trăng nanh ở trong trời đêm có vẻ càng chói mắt. Vương kỳ năm ngón tay khép lại như đao, tại chỗ một cái quay về, năm con zombie khuyển liền bị đồng loạt hất bay rồi xương sọ. Sau đó một con zombie khuyển cắn trúng rồi cánh tay trái của hắn, một con cắn ở bả vai của hắn, còn lại ba con thì lại cắn ở bắp đùi của hắn cùng phần eo. Trong ngày thường coi như là rỗng ruột thiết quản cũng có thể cắn phá răng nhọn, lúc này lại vẹn vẹn có thể vào thịt ba phần, không như trong tưởng tượng huyết nhục tư vị, chỉ có thể cảm nhận được nhàn nhạt một nát khí tức. Đầu óc đơn giản zombie khuyển nhóm cảm thấy có chút không thích hợp, vẫn như cũ bản năng cắn vào con mồi không chịu nhả ra. Này ngược lại là bớt đi rồi vương kỳ phiền phức, tay phải nắm quyền, từng cái từng cái đem treo ở trên người mình zombie khuyển nhóm gõ bạo đầu, quăng tung máu đen cùng ốc đem hắn cái kia thân đã là ô uế không thể tả quần áo nhiễm được càng là tanh hôi cực kỳ. Chỉ có điều nửa vong linh hình thái hạ vương kỳ, đối với như vậy chi tiết nhỏ cũng không để ý. Vào thời khắc này, xe công cộng vỗ một cái cửa sổ xe bỗng nhiên nổ tung, đầu kia xông vào trong buồng xe hồn linh cấp zombie khuyển như chỗ vỡ túi bình thường từ bên trong bay ra, vương kỳ xem rõ ràng, con này zombie khuyển đầu hãm sâu, hẳn là toàn bộ xương sọ đều bị đập nát rồi vương kỳ đưa tay trên không trung tiếp được tàn thi tiện tay đào lên rồi đầu của nó ngoại trừ một đại đoàn hồn hỏa ở ngoài quả nhiên còn phát hiện rồi một viên chừng hạt gạo hồn hỏa kết tinh lúc này đầu lĩnh kia đầu zombie khuyển đã ý thức được rồi không ổn cứ việc trên xe người sống huyết nhục đối với chúng nó có không gì sánh kịp sức hấp dẫn thế nhưng đến từ vương kỳ trên người uy hiếp cảm giác như trước làm nó cảm thấy rồi mãnh liệt bất an ngửa đầu gầm rú một tiếng, còn muốn vây quanh ở xe thân chu vi zombie khuyển nhóm toàn bộ lui trở về, tụ tập ở vương kỳ đối diện, bất quá chúng nó cũng không tiếp tục phát động công kích, mà là vừa phát sinh uy hiếp tiếng gầm nhẹ, vừa từ từ lùi về sau. Làm khoảng cách của song phương kéo dài đến khoảng trăm mét, những này hung tàn zombie khuyển lại giải tán lập tức, lần nữa biến mất ở hắc ám hoang trong bụi cỏ. Lấy xuống xương linh mũ giáp, đồng thời khôi phục rồi nhân loại hình thái, vương kỳ lúc này mới bị trên người tanh tử hung đến nhíu chặt mày lên đơn giản liền đem trên người cái này đã không nhìn ra màu sắc lông dê sam cũng cởi ra chỉ ăn mặc một cái đàn hồi áo lót hắn quay đầu lại hướng về xe công cộng phương hướng đi đến trên xe đã không có rồi tiếng đánh nhau bất quá mơ hồ truyền đến nam nam nữ nữ gào khóc mới vừa đi tới cửa xe một bên thời điểm cửa đã bị kéo dài tương tự một thân ô uế thiệu tiểu vũ di động xuống xe đến chết rồi sáu người thiệu tiểu vũ âm thanh có chút trầm thấp tuy rằng cùng những người này mới mới vừa quen có thể đột nhiên người sống sờ sờ liền ở trước mặt mình chết đi hơn nữa chính mình còn muốn muốn tự tay đem những kia biến thành zombie người đánh chết điều này làm cho đã nhìn quen sinh tử thiệu tiểu vũ cũng cảm thấy rồi một tia bi thương chí ít những người còn lại còn muốn sống sót vương kỳ vỗ vỗ thiệu tiểu vũ vai dù sao chỉ là cái trang trí hoa văn quý thiếu nữ không thể trở nên cùng chính mình như vậy tâm địa sắt đá lúc này người trên xe bắt đầu hành động cửa trước sau đều mở ra mấy nam nhân đem từng bộ từng bộ không đầu thi thể từ trên xe chuyển đi vương kỳ đối với thiệu tiểu vũ gật gật đầu liền đồng thời đi lên hỗ trợ thi thể cùng thủy tinh vỡ đều bị quét sạch rồi một thoáng bất quá dội vết máu nhưng là không cách nào thanh tẩy toàn bộ trong buồng xe tất cả đều là gây mũi mùi máu tanh còn lại người may mắn còn sống sót đều phi thường không khỏe, đặc biệt là nữ nhân cùng hài tử có đã không nhìn được nôn mửa lên. Cũng may phần lớn cửa sổ xe cũng đã phá nát, lạnh lẽo gió đêm rót vào, cũng mang đi không ít dị vị. Cảm tạ, hai vị quả nhiên thân thủ khá lắm, lần này nếu không phải là các ngươi, chúng ta liền trọn vẹn xong. Tỏ rõ vẻ quyền sắc trương bân duệ đại biểu tất cả mọi người hướng vương kỳ bọn họ biểu đạt lòng biết ơn. Vương Kỳ cũng nỗ lực làm làm ra một bộ đau xót vẻ mặt, gật đầu một cái nói. Không cần phải nói cảm tạ khách khí như vậy, trương đội trưởng, đại gia đều là thật vất vả người còn sống sót loại, trợ giúp lẫn nhau cùng chống đỡ là từng người nghĩa vụ. Hy vọng đại gia sớm một chút tỉnh lại lên, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đem xe chuyển tới, kế tục chạy đi chứ. Trương Bân Duệ gật gật đầu, bắt chuyện tất cả mọi người xuống xe, sau đó đồng tâm hiệp lực đem xe từ ven đường rảnh nước bên trong mang ra đến cứ việc giờ khắc này tất cả mọi người là mệt bở hơi tai thế nhưng có thiệu tiểu vũ cùng vương kỳ hai người này đặc thù tồn tại xe công cộng vẫn là rất nhanh liền bị một lần nữa đẩy tới rồi đường cái đánh hỏa sau khi xe kế tục xuất phát lần này mặc dù mọi người càng nhiều lần nhưng không có người nào có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi thiệu tiểu vũ không giống vương kỳ như vậy qua loa nàng phi thường chân thành đất ngồi ở những nữ nhân kia cùng hài tử trung gian tận lực đất động viên cho vào các nàng kinh hoàng đồng thời còn muốn cùng với các nàng giảng một chút giam giữ với mình trước ngốc cái kia tụ tập đất sự tình bao nhiêu giờ đi một chút các nàng sự chú ý vương kỳ một người tòa ở xe công cộng cuối cùng bài nơi này vận khí không tệ hai bên cùng mặt sau cửa sổ xe đều không có tổn hại cũng coi như là trọn vẹn trong xe đứng đầu ấm áp gốc rồi cảm tạ trước xin lỗi rồi. Tằng song dương đi tới rồi nhắm mắt dưỡng thần vương kỳ bên người, dùng khẽ rung tay cho hắn đưa cho điếu thuốc. Vương kỳ nhận lấy điếu thuốc, phát hiện cái này cương nghị hàm hậu hán tử, hai mắt như trước là đỏ phừng phừng. Lúc này cũng khó trách, chính mình âu yếm thê tử cùng hài tử liền ở ngăn ngắn chốc lát toàn bộ chết ở trước mặt chính mình, đã kích như vậy, xác thực đủ khiến nhân tan vỡ. Nén bi thương thuận biến đi. Vương Kỳ nhận lấy điếu thuốc, hơi khô dính liếu dính liếu đất an ủi rồi một câu. Đối phương tâm tình, chính mình có thể lý giải, nhưng hoàn toàn không có cách nào cảm thụ. Chẳng biết lúc nào bung lên, như vậy sinh ly tử biệt đã không cách nào làm hắn cái kia lạnh lẽo cứng rắn như sắt trái tim, nổi lên bao nhiêu sóng lớn bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Đi tới huyện Ngọc Bình Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 87. Đi tới huyện Ngọc Bình trách trách rưới rưới xe công cộng lung lay mở hướng về phương xa hắc ám. Mà đám kia chạy tứ tán zombie khuyển nhưng lại một lần nữa ở đường cái một bên một cái tiểu gò đất phụ cận tụ tập lên. Bạch quan thoáng hiện, đầu lĩnh cái kia hồn linh cấp zombie khuyển nghẹn ngào một tiếng, lật nghiêng trên đất. Một cái có tới dài 2 mét màu trắng xương cốt tên dài đưa nó gắt gao đóng ở trên mặt đất. Bất quá cứ việc nó đang dãy dụ nghẹn ngào cho vào, vừa vặn một bên còn lại cái kia chừng mười đầu zombie khuyển nhưng dường như không có nhìn thấy như thế, phi thường thấp kém nằm phục trên đất không nhúc nhích. Trong bóng tối, một bộ hình người bộ xương hoảng bước ra ngoài, nó quanh thân khung xương hiện ra hồng mang, thâm thúy trong hốc mắt có thể nhìn thấy cháy hừng hực hồn hỏa. Cùng với trước vương kỳ từng tao ngộ bộ xương chiến sĩ như thế, nó xương cốt khe hở, đã sinh ra rồi chặt chẽ màng xương. Chỉ có điều bộ xương khô này ghép lại không có xương thuẫn cùng liêm đao, mà là nhất theo một chiếc có tới dài 3 mét khuyết điểm, hoàn toàn do bạch cốt tạo thành trường cung. Nó nhanh chân đi đến rồi đầu kia bị chính mình đinh xuyên zombie khuyển trước mặt, đầu kia zombie khuyển nhất thời đình chỉ rồi dãy dụa, trái lại đem đầu lâu ép rất thấp, ít hầu bên trong nhẹ nhàng đất lẩm bẩm cho vào, như là ở cầu xin cho vào đối phương tha thứ. Bộ xương ngoẹo cổ nghe đối phương lẩm bẩm, một lát sau mới thân tay nắm lấy cái kia bạch cốt tên dài, hơi dùng sức liền từ đối phương trong cơ thể rút ra, tiếp theo tiện tay xuyên trở về sau lưng trong túi đựng tên, thiêu đốt cho vào con ngươi chuyển hướng xe công cộng phương hướng ly khai, lặng lặng mà ngóng nhìn cho vào. Trải qua đêm qua kinh hải, gánh chịu người may mắn còn sống sót xe công cộng không dám kế tục dừng lại, một mạch mở ra hừng đông mới ở một chỗ ngã tư đường mới ngừng lại. Lên trên cao tốc. Vương Kỳ nhấc lên mí mắt. Trải qua rồi tối hôm qua một trận chiến, hắn cùng thiệu tiểu vũ sức chiến đấu đã chiếm được rồi công nhận của tất cả mọi người, bởi vậy làm lâm thời đội trưởng Trương Bân Duệ đang thương thảo đón lấy hành trình thời điểm, cũng mời rồi bọn họ gia nhập. Đúng, nếu là kế tục di động quốc lộ hoặc là cấp huyện đường cái nguy hiểm quá to lớn. Bất kể là thôn trấn vẫn là thị trấn, những zombie đó số lượng đều là chúng ta không có cách nào trêu chọc. Trương Bân Duệ trước bày đặt nhất đài Huawei cứng nhắc máy vi tính, bên trong địa đồ phần mềm đã mở ra tuy rằng không thể network, bất quá bản đồ điện tử đại thể công năng vẫn là có thể bình thường sử dụng. Lên cao tốc sau khi, không chỉ đường húng được, hơn nữa con đường hai bên vòng bảo hộ có thể đưa đến tốt vô cùng bảo vệ tác dụng. Chỉ ít hai bên zombie rất khó tùy tiện leo lên mặt đường, mà chúng ta muốn đối mặt, phỏng chừng cũng chỉ có những kia cho rằng tai nạn xe cộ ngưng lại ở trên đường hành khách rồi. Vương Kỳ nhúng vai một cái, tuy rằng kế thừa rồi phương vĩ mạnh mẽ phần lớn ký ức, bất quá di động tới đây, phụ cận con đường ở trong đầu lại có chút mơ hồ rồi. Hơn nữa, zombie bình thường chỉ cần không hình thành mang tính áp đảo số lượng, đối với hắn cùng thiệu tiểu vũ tới nói ghép lại không có ảnh hưởng quá lớn, vì vậy đối với con đường thượng vấn đề, hắn cũng không muốn xem mồm. Không sai, đây quả thật là là cái rất lựa chọn tốt, ta nhớ tới chung quanh đây thật giống có cái cao tốc cửa vào chứ. Thiệu tiểu vũ trí nhớ không sai, thấy vương kỳ một bộ thờ ơ dáng vẻ, liền cười tiếp nhận rồi câu chuyện. Hưng, còn có 5 km khoảng chừng, liền có thể nhìn thấy đường bình thường cao tốc trạm thu lệ phí. Bất quá trước đó, chúng ta còn cần làm một ít chuẩn bị. Trương Bân Duệ gật gật đầu, cười khổ cho vào nhìn chung quanh rồi tàn tạ không thể tả thùng xe, cùng với đã không chịu đựng được cơn buồn ngủ, buồn ngủ chiến hữu cùng người thân, chiếc xe này phải đổi, bốn pha lê toàn bộ vỡ vụn, đặc biệt là trước kính chắn gió, nát tan liền đường phía trước huống đều không thấy rõ rồi mặt khác lên cao tốc sau khi ta quyết định liền một đường liên tục trực tiếp lái về lam thị vì lẽ đó ở thượng cao tốc trước chúng ta cần lại sưu tập một ít cần phải vật tư lần này vương kỳ là rất tán thành gật gật đầu xe tình hình không đề cập tới một xe nhân ăn uống vấn đề nhất định phải coi trọng bọn họ trước mang ra mẫn gian thị những thứ đó lúc này mấy ngày đã tiêu hao thất thất bát bát hơn nữa tối hôm qua một trận chiến tung tóe vết máu cũng ô nhiễm rồi một phần đóng gói không đủ kín đồ ăn ngoại trừ những này còn lại lương khô cùng nước uống đứng đầu cũng là duy trì tới hôm nay mới thôi hơn nữa trong đó còn có thiệu tiểu vũ cái này lớn vị vương tồn tại tiến hóa mang cho nàng siêu nhân sức mạnh ở ngoài đồng thời cũng cho nàng siêu nhân sức ăn ngẫm lại cũng là nàng không giống chính mình là lấy hồn hỏa năng lượng làm chủ yếu động lực phần lớn tiêu hao vẫn là cần dựa vào ẩm thực đến thu lấy bất quá hai người hiện tại là ăn nhờ ở đậu thật không tiện hướng về nhân gia đưa tay muốn càng nhiều đồ ăn bởi vậy cứ việc vương kỳ đem cái kia phân cũng làm cho cho thiệu tiểu vũ nhưng rất rõ ràng nàng một mạch nằm ở nửa trạng thái đói bụng ngoại trừ đồ ăn ở ngoài mọi người còn cần một ít có thể thay y vật đặc biệt là vương kỳ cùng thiệu tiểu vũ một cái chỉ còn rồi một cái thiếp thân áo lót mà một cái khác nhưng là thân thể trần trùng trùng vào một cái không vừa vặn áo khoác. Nơi này là huyện Ngọc Bình, cách chúng ta hiện tại vị trí gần nhất. Vì lẽ đó ý nghĩ của ta là đi chỗ đó tìm kiếm vật tư, ạch, à, hai vị cảm thấy làm sao? Thấy Vương Kỳ cùng Thiệu Tiểu Vũ đều gật đầu liên tục, Trương Bân Duệ liền tiếp tục đề ra kế hoạch của chính mình. Đến thị trấn A. Vương Kỳ lại mò nổi lên cầm, một cái thị trấn nhân khẩu, chỉ ít cũng có mười mấy vạn, coi như không có toàn bộ biến thành zombie, cũng không phải một cái có thể lơ là số lượng. Hiện tại đã không phải tai nạn bạo phát sơ kỳ, sẽ không có lượng lớn chạy tứ tán người may mắn còn sống sót đến phân tán zombie nhóm sự chú ý. Chính mình đám người kia nếu như tùy tiện xông vào, khó mà nói sẽ gợi ra mấy vạn zombie vây công. Coi như mình cùng thiệu tiểu vũ lại có thể đánh, cũng mạnh mẽ kiệt thời điểm, đến lúc đó, trừ phi mình nắm những này người sống toàn bộ từ bỏ rơi. Có thể làm như vậy, đệ nhất vi phạm rồi là một người nhân loại lương tri, mặt khác cũng vi phạm chính mình gia nhập bọn họ tiểu đội sơ trung. Hai người mình có thể không biết lái xe, cũng chưa quen thuộc đường huống, dựa vào hai cái chân lên phía bắc, năm nào tháng nào mới có thể chạy tới an quan thành phố A. Tìm kiếm xe cộ, không nhất định phải tiến vào thị trấn nơi sâu xa, ven đường bỏ đi xe cộ, tìm nhất tìm, chữa trị một thoáng liền có thể tạm tạm. Vương Kỳ cân nhắc rồi chốc lát, lúc này mới lên tiếng con đường, vì lẽ đó, ta kiến nghị, các ngươi những người khác liền ở thị trấn ngoại vi tìm kiếm hợp dùng xe cộ, còn tiến vào nội thành tìm kiếm vật tư nhiệm vụ, ta nghĩ liền để chúng ta hai huynh muội đến hoàn thành đi. Ngươi biết, loại chuyện đó, không phải là người nhiều liền tốt đẹp. Hả, vậy thì thật cảm ơn rồi. Nói thật, nếu như không phải hai vị có thân thủ như thế, ta trước căn bản không dám muốn lại vào thành khu sự tình đây trương bân duệ không chút nào ẩn giấu đất ha ha nở nụ cười vương kỳ cũng thiện ý đất cười cợt hắn đương nhiên biết loại này rút củi đấy rồi sự tình cũng chỉ có mình mới dám đi thử nghiệm đối phương đến cùng chính mình thương lượng kỳ thực chính là khẩn cầu tự mình ra tay đi mấy người ăn một bữa không tính phong phú bữa sáng ước định cẩn thận rồi hội hợp địa điểm phía sau vương kỳ liền dẫn cho vào thiệu tiểu vũ xuống xe nơi này cách huyện ngọc bình thành còn có hai dặm đất Bất quá bọn hắn vẫn là quyết định bộ hành đi tới, bởi vì sinh vật vong linh đối với âm thanh khá là mẫn cảm, đem xe mở gần quá, trái lại càng không an toàn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Nhà nhỏ trên cơ quan Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 88 Nhà nhỏ trên cơ quan hai dặm đường cũng chính là một km, ở hai cái không phải người tồn tại dưới chân, rất nhanh sẽ chạy xong rồi, phía trước thị trấn chỉ còn mấy trăm mét, hơn trăm zombie ở tiến vào nội thành giao lộ lên trên lắc lư, vẻn vẹn chỉ là hồn linh cấp chúng nó, ngơ ngơ ngát ngác không có quá nhiều thần trí, duy nhất có thể làm sự tình chính là ăn, hơn nữa thích nhất mới mẻ thịt người. Thiêu tiểu vũ chọc chọc vương kỳ hậu vệ nói. Làm sao bây giờ, vương kỳ ca? Nếu không ta ở đây hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, ngươi vào thành khu tìm tòi vật tư. Đừng xem con đường phía trước ăn chỉ có 110 cái zombie, sợ rằng còn có càng nhiều ở nơi kín đáo, dùng người sống đến dẫn ra chúng nó đây là kiện tương đương chuyện nguy hiểm, một cái không tốt liền bị vây quanh rồi. Tuy rằng thiệu tiểu vũ thực lực hôm nay không sai, nhưng ai biết có thể hay không gây nên phụ cận cấp bậc cao vong linh chú ý. Kỳ thực, như sưu tầm vật tư chuyện như vậy, vương kỳ một người dễ dàng hơn hoàn thành trực tiếp cắt hình thái đi vào nắm lấy vật cần thiết đi ra liền cơ quan bất quá một mặt hắn một người phụ trọng có hạn mặt khác cũng cần thường thường tìm cơ hội tăng mạnh thiệu tiểu vũ kinh nghiệm thực chiến huống chi bất kể là hồn hỏa xương linh tinh hoa vẫn là linh hồn kết tinh cũng phải cần thu thập bảo bối không có chiến đấu sẽ không có thực lực tăng lên bởi vậy hắn cuối cùng vẫn là quyết định tốn nhiều lên trên một ít tay chân có thể trái lại có thể bất quá ngươi liền đứng ở lúc này lớn giữa lộ ứng chiến cũng quá chịu thiệt rồi ít nhất cũng phải tìm một cái thích hợp hoàn cảnh địa lý a vương kỳ lót cho vào chân hướng xa xa nhìn xung quanh nhất thời giao lộ phụ cận nhất đóng thương phẩm phòng gây nên rồi hứng thú của hắn dưới lầu cửa hàng quyển hạp cửa đóng chặt mặt trên còn có phô mặt chuyển nhượng quảng cáo hiển nhiên ở tai nạn phát sinh thời điểm trong này sẽ không có người sống tồn tại không có thang máy hướng về lầu 2 cùng trên lầu 3 đến vị trí chỉ có một đoạn cầu thang. Cầu thang rất đột ngột hơn nữa rất hẹp, thuộc về phi thường lợi cho phòng thủ địa hình. Liên Vương Kỳ rất dứt khoát quyết định rồi chiến trường này. Ta hãy đi trước, nhìn trên lầu tình huống, nếu như không thành vấn đề, ta sẽ ở cái này mái nhà bình đại cho ngươi ra dấu tay. Sau đó ngươi cũng chỉ quản một đường dết tới, tận lực hấp dẫn những zombie đó chú ý, sau đó chúng ta liền bảo vệ bên kia hàng hiên, mặc kệ những thứ đồ này đến bao nhiêu chúng ta liền giết nó bao nhiêu nghe được vương kỳ dặn dò thiệu tiểu vũ gật gật đầu trong tay nàng còn muốn cầm từ xe công cộng tay vịn lên trên tháo ra lớn lên thiết quản vương kỳ không yên lòng lại đem mình giao bầu giao cho rồi trong tay nàng còn chính mình từ trước đến giờ là không thiếu vũ khí cắt rồi nửa vong linh hình thái sau khi vương kỳ lại lớn như vậy cười toe toét đất hướng đi thi loạt những zombie đó nhóm ngẩng đầu xem xét hắn một chút rất nhanh sẽ mất đi hứng thú đất chuyển hướng rồi những khác phương hướng đem vướng chân vướng tay zombie nhóm xô đẩy qua một bên vương kỳ đẩy ra rồi cái kia đóng thương phẩm phòng phía dưới cửa thang gác phụ cận có một vũng máu đồng thời còn muốn theo cầu thang hướng lên trên xem ra tai nạn phát sinh lúc đó còn có người ý đồ lên lầu đào mạng mười bậc mà lên lầu hai chỗ rẻ vị trí xuất hiện rồi vỗ một cái cửa sắt trên cửa sắt tất cả đều là lít nha lít nhít huyết thủ ấn, mà trước cửa còn muốn bồi hồi cho vào một cái tràng xuyên đổ nát nam tính zombie. Chỉ có điều con này zombie nhưng không xuống lâu, nhất thẳng tắp đất đứng ở cửa, thỉnh thoảng đưa tay ở trên cửa đánh ra hai lần, phát sinh một hai âm thanh nặng nề gầm nhẹ. Vương Kỳ biểu môi, hắn đại thể nghĩ đến rồi chuyện đã xảy ra. Hay là người đàn ông này bị zombie truy sát lên lầu, kết quả bị cánh cửa này ngăn chặn, thành rồi zombie khẩu phần lương thực. Bất quá biến thành vong linh phía sau hắn như trước đối với cánh cửa này ông ấp chấp niệm, nhất luôn nhớ mãi không quên đất muốn đi vào. Quay đầu lại nhìn một chút, cái góc độ này sẽ không bị dưới lầu bầy zombie chú ý, liền vương kỳ mang theo rồi xương linh găng tay, tiến lên tóm chặt rồi cái kia zombie tóc, không chờ đối phương dãy dụ liền dùng sức hướng hàng hiên một bên vách tường đâm đến, oanh, được một tiếng lưu lại một chuyến thịt nát. Nuốt vào hồn hỏa, đem xương linh găng tay lên trên vết máu ở thi thể trên y phục lau một cái. Kỳ thực lúc này xương linh găng tay hẳn là bị gọi là xương linh bao cổ tay càng chuẩn xác. Ở dọc theo con đường này liên tục thu thập xương linh tinh hoa bổ sung hạ, ngoài trường nguyên bản găng tay bộ phận ở ngoài, mảnh che tay bao trùm bộ phận cũng đã kéo dài tới rồi khuỷu tay, ghép lại ở trữ bộ đột xuất một cái dài nửa tất sừng nhọn. Cứ việc tất cả đều là xương cốt kết cấu, có thể nhìn qua lại có một loại kim loại ánh sáng lộng lẫy. Trước mặt cửa sắt nhìn qua phi thường vững chắc, bất quá có thể ngăn cản nhân loại cùng zombie bình thường nó cũng không thể làm khó vương kỳ. Hắn giơ ngón trỏ lên, một cái đao xương từ đầu ngón tay hắn duỗi dài, sau đó duyên cho vào khe cửa sen vào, duyên cho vào khe cửa hướng phía dưới tất cả. Cái kia ba cái có tới lớn bằng ngón cái then cửa liền theo tiếng mà đứt, thâm hậu cửa chống trộm bị hắn dễ dàng kéo dài nhưng mà cửa sắt vừa mở ra đối diện chính là hàng quan lóe lên vương kỳ ngẩn người hắn cảm giác được có cái gì đâm vào rồi chính mình ngực duỗi tay lần mò nhất rút, lại là một viên dài khoảng hai tấc tên sắt thú vị vương kỳ đã phát hiện bắn ra cái này tên sắt không phải người sống mà là dùng một cái tự chế cung nỏ tác thành cơ quan chỉ cần cửa bị từ bên ngoài kéo dài máy móc liền bị phát động trực tiếp bắn dết đến địch rất tinh xảo rất thú vị càng thú vị chính là khi này tên sắt bắn ra sau khi quấn vào cung nỏ lên trên một cái dây thép tách ra trên lầu liền mơ hồ truyền đến một trận lục lạc minh bạch minh lục lạc vang lên rất nhanh liền có tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến rất nhanh ba nam một nữ bốn cái người trẻ tuổi liền xuất hiện hàng hiên phần cuối trong đó hai người bưng cùng cơ quan lên trên tương tự tự chế cung nỏ hai người khác cầm dùng lớn lên ống nước cùng dao phay ghép lại mà thành giảng dị trường mau chớ sốt sắng. Ta là nhân loại. Vương Kỳ thu hồi rồi xương linh bao cổ tay, bất quá ghép lại không có lấy nón an toàn xuống cùng giải trừ nửa vong linh hình thái. Vừa nãy cái kia một mũi tên lực đạo không nhỏ, nếu không là dùng thối rửa chiến tranh khu ở, chắc là phải bị xạ thành trọng thương. Hắn giơ hai tay, ra hiệu cho vào chính mình không hề uy hiếp. Bốn người đối diện rồi một chút, cuối cùng cái kia đứng ở chính giữa cái kia đeo kính nữ hài hạ thấp giọng quát lên trước tiên đóng cửa lại vương kỳ theo lời quay người cửa khẩu tiếp theo thân thể mình che lấp đầu ngón tay sáng lên hai điểm ánh lửa sẽ bị chính mình chặt đứt then cửa một lần nữa hàng chết thấy thiết cửa đóng lại những người kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm hai chiếc cung nỏ cũng tách ra rồi vương kỳ chỗ yếu chỉ có điều cái kia hai cái trường mau ghép lại không có liền như vậy thả xuống trước tiên lại đây nói nữa cô bé kia lại mở miệng nói một câu đồng thời nghi hoặc mà chỉ chỉ vương kỳ đầu còn có ngươi mang đó là món đồ quỷ quái gì vậy cái này một cái đầu bộ mà thôi ạch có thể phòng xuống còn muốn có thể bảo vệ mặt vương kỳ rất dễ dàng đất cười cợt thân thể đã khôi phục rồi nhân loại hình thái hắn rất tùy ý đem xương linh mũ giáp lấy xuống nhét vào rồi quần trong túi tiền thấy rõ rồi vương kỳ khuôn mặt mấy người này mới coi như chân chính yên tâm một cái thế cho vào tiểu bình đầu thiếu niên đã tiến lên đón, dục cho vào vương kỳ hướng về hàng hiên nơi sâu xa di động. Ngươi là người nào? Bên ngoài nhiều như vậy zombie, ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Đi tới ở gần, vương kỳ cúi đầu đánh giá cho vào trước mặt cái này so với mình thấp rồi một cái đầu, mang một bộ mắt kính gọng đen, có vẻ hơi văn nhược thiếu nữ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng nói. Ta chỉ là một cái đi ngang qua người may mắn còn sống sót, chỉ là thân thủ so với bình thường nhân tốt hơn một ít. Vương Kỳ cười mở ra tay, lộ ra lòng bàn tay cái kia chi sắc bén tên sắc. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Kế hoạch không bằng biến hóa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 89 Kế hoạch không bằng biến hóa, ngươi là nói, các ngươi có chi đoàn xe, Cùng đi làm thì người may mắn còn sống sót căn cứ Nghe xong Vương Kỳ Tên kia kêu Mạnh Lăng Phong Nam tự kích động từ chỗ ngồi nhảy lên trêu đến bên cạnh mùi mùi phiên rồi cái đáng yêu khinh thường Em gái của hắn chính là cái kia đeo kính thiếu nữ Mạnh Lăng Tuyết Năm nay 17 tuổi Vẫn là huyền nhất bên trong học sinh Thành tích học tập mặc dù bình thường Nhưng động thủ năng lực mạnh phi thường Đặc biệt là yêu thích mua bán lại một ít người mấy công loại hình trò chơi trước ở trước cửa chế tác cơ quan vẫn là mấy người trên tay cung nỏ đều là nàng kiệt tác các ngươi cũng biết lam thì người may mắn còn sống sót căn cứ tin tức vương kỳ rất hứng thú hỏi trải qua đơn giản tự giới thiệu mình hắn đã biết ba người này ngoài trường mạnh lăng phong ở ngoài mấy người còn lại đều là huyền nhất bên trong học sinh này thiên mạnh lăng phong bị cha mẹ ủy thác cho mình trọ ở trường mùi mùi đưa chút đồ dùng hàng ngày kết quả mới vừa tới trường học không lâu liền bạo phát rồi vong linh thiên tai huyện ngọc bình nhất bên trong bởi vì là phụ cận có tiếng trọng điểm cao trung bởi vậy học tập học sinh cùng dạy học lão sư số lượng đều nhiều vô cùng tai nạn phát sinh phía sau lượng lớn nhân khẩu tạo nên rồi khủng bố thi triều con sót lại mấy chục tên học sinh ở ba tên lão sư dẫn dắt đi dựa vào cho vào lớp học thủ vững rồi ba ngày liền cũng lại không tiếp tục kiên trì được rồi cũng không đủ đồ ăn cùng nước uống thời gian kéo càng dài mọi người thể lực liền càng kém. Vừa vặn lúc này, Mạnh Lăng Tuyết tự chế máy thu thanh nghe đài đến rồi một cái đứt quãng tín hiệu, nói là ở cách đó không xa Lam Thị, chính phủ cùng bộ đội đã mở ra rồi một cái tạm thời an toàn căn cứ tị nạn, triệu tập phụ cận người may mắn còn sống sót có thể đi vào tìm kiếm cứu trợ. Liền, vốn đã bị bức ép đến tuyệt nơi sư sinh nhóm, rốt cục nhìn thấy rồi một đường yêu cầu hy vọng sống sót. Đại gia thu dọn đồ đạc cùng có thể tìm tới vũ khí, thừa dịp buổi trưa zombie nhóm hoạt động đứng đầu không nhiều lần thời điểm, lao ra rồi lớp học. Bắt đầu bọn họ còn muốn cướp được rồi một chiếc giáo xe, nhưng là quá tải mà lại khuyết thiếu phòng hộ giáo xe, ở mở ra không xa liền bị thi loạt vây công, cuối cùng mất khống chế và tiến vào một gian cửa hàng. Nguyên bản tụ quần sư sinh nhóm bị tách ra, chỉ có thể từng người nghĩ biện pháp hướng về thị trấn chạy thoáng. Mạnh lăng tuyết theo ca ca, còn có Mã Hưng cùng Trương Kiến Bình hai cái bạn học đồng thời, theo một tổ nhân số khá nhiều dòng người một đường hướng nam có thể trên đường lại gặp phải rồi nhóm lớn zombie truy sát cuối cùng chỉ có bốn người bọn họ sống sót lao ra rồi trùng vây mắt thấy đã sắp muốn cách ca thị trấn nội thành có thể một mực xuất hiện ở thành tất kinh chỗ xuất hiện lần nữa rồi hơn trăm đầu zombie tạo thành thi loạt dưới tình thế cấp bách bốn người trốn vào rồi cái này tiểu lâu sau đó liền một mạch bị vây nhốt đến hiện tại kỳ thực chúng ta không tính là xe gì đội trên thực tế, hiện tại duy nhất xe cũng phá hủy. Những người khác còn muốn ở quanh thân tìm tòi có thể sử dụng xe cộ. Mà ta lần này là muốn vào nội thành đến thu thập một ít đồ ăn cùng quần áo. Vương Kỳ cười giải thích. Xác thực, hiện tại thêm vào hắn cùng thiệu tiểu vũ, toàn bộ tiểu đội cũng là còn lại rồi chừng 10 cá nhân, trong đó còn có một nửa phụ nữ trẻ em, khuyết xe, khuyết vũ khí, khuyết vật tư, nói là đoàn xe quả thực chính là trò cười. Nếu như ngươi muốn đồ ăn cùng quần áo, ta biết phía trước không xa thì có một nhà thành ngọn nguồn siêu thị. Hơn nữa, chúng ta cũng rất hy vọng có thể theo đội ngũ của ngươi cùng đi Lam thị. Bốn người trầm mặt rồi chốc lát, vẫn là Mạnh Lăng Tuyết cướp mở miệng trước con đường, chỉ có điều, điều kiện tiên quyết vẫn là dưới lầu cái kia hơn trăm đầu zombie nên làm sao đối phó. Ân, ừ, nếu ngươi có biện pháp lên trên được nhà này lâu, ta là không phải có thể lý giải vì là, ngươi có biện pháp giải quyết những phiền toái này. Vương Kỳ nở nụ cười, hắn cảm thấy cô bé này rất thú vị. Ca ca của nàng vừa nhìn chính là loại kia hàm hậu ngay thẳng người, mà cái kia hai người nam bạn học, một mặt hoảng loạn, lại như không lớn lên hài tử. Cũng chỉ có nàng xem ra còn muốn khá là có chủ kiến, hiển nhiên chính là cái này đoàn thể nhỏ người tâm phúc rồi. Hưng, tốn nhiều chút thời gian mà thôi, bất quá xác thực không khó. Vương Kỳ nói đã đứng lên, đối diện trước bốn người cười cợt, muốn theo ta cùng đi, liền thu dọn đồ đạc đi, ta đi xuống trước dọn dẹp một chút những zombie đó, chúng gần như an toàn rồi, các ngươi lại xuống đến. Ngươi liền như thế đến. Bốn người đều đi theo đứng lên, mạnh lăng tuyết dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, một cái đàn hồi áo lót, một cái bẩn thiểu quần, hai tay không, không có bất kỳ vũ khí nào. Ừm. Vương Kỳ từ trong túi tiền lấy ra cái kia có chút quái lạ màu trắng khăn trùm đầu đeo ở trên đầu, chẳng biết vì sao, liền ở hắn đeo mạnh trong nháy mắt đó, mạnh lăng tuyết liền cảm thấy hắn cả người khí chất biến đổi. Một luồng khí tức âm lãnh phả vào mặt, cứ việc với hắn trong lúc đó còn muốn cách vài bước khoảng cách, nhưng một loại phản phất bị rắn độc bò lên trên lưng bình thường cảm giác khó chịu liền mời mấy người không hẹn mà cùng đất rung mình một cái. Vương Kỳ không có mở miệng nói chuyện nữa, xoay người đẩy ra rồi bên cạnh cửa sổ, sau đó liền từ lầu ba này độ cao trực tiếp nhảy xuống. Bốn người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, đồng loạt chạy đến rồi bệ cửa sổ trước hướng phía dưới nhìn xung quanh. Đã thấy Vương Kỳ vừa vặn rơi vào một con đi ngang qua zombie trên người, dày da dễ dàng đem cái kia zombie đầu lâu đạp nổ. Cũng là ở mảnh này sâu sắc, chu vi zombie nhóm phản phất chịu đến rồi kích thích giống như vậy, đồng loạt gầm nhẹ cho vào hướng về Vương Kỳ vọt tới. Vương Kỳ giơ lên rồi cánh tay phải, chẳng biết lúc nào, cánh tay phải của hắn lên trên trọng lên rồi một cái cùng đầu kia bộ màu sắc như thế bao cổ tay. Bạch quang lóe lên, vừa vụ lên trên hai con zombie đầu nhất tề phi rồi đi ra ngoài. Mặc dù cách được xa, nhưng trên lầu bốn người đều nhìn rõ ràng rồi, Vương Kỳ cái kia bao cổ tay găng tay lên trên giò ra rồi một đoạn dài ba thước lưỡi kiếm. Cũng không biết kiếm kia nhận là loại nào vật liệu chế thành, nhìn như khinh bạc, nhưng mỗi lần vung lên, cũng có thể làm cho mấy con zombie đồng loạt chặt đầu ngã xuống đất hắn vừa nãy đến tột cùng nắm vũ khí này tàn ở nơi nào. Mạnh lăng tuyết cắn chính mình ngón cái, tự lẩm bẩm. Một đôi đôi mắt đẹp xuyên thấu qua kính mắt vùng lập lòe dị dạng hào quang. Nguyên bản liền mê muội cơ quan kỹ xảo nàng, đối với vương kỳ cái kia phó tinh xảo bao cổ tay sản sinh rồi hứng thú nồng hậu. Vương kỳ tự nhiên không biết mình đã bị trên lầu nào đó nữ nhìn chầm chầm rồi, hắn giờ khắc này vừa chém dết cho vào nhạo vào zombie, vừa hướng về giao lộ phương hướng lui lại dựa vào cho vào tinh diệu thân pháp hơn trăm zombie một mạch không có cách nào đối với hắn tiến hành vây kín bất quá cũng còn tốt chính là tuy rằng vương kỳ chủ động công kích gợi ra rồi zombie nhóm địch ý bất quá trên người hắn tỏa ra khí tức chung quy không phải người sống bởi vậy tuy rằng phụ cận zombie đều tức giận hướng về hắn truy kích thế nhưng xa xôi hơn cùng với một ít trong kiến trúc bộ zombie cũng không có vì vậy bị dẫn ra như vậy liền sẽ không gợi ra khó có thể khống chế thi triều. Ngăn ngắn 5 phút đồng hồ, lưu lại rồi mười mấy bộ thi thể sau khi Vương Kỳ đã rút khỏi rồi thị trấn lối vào. Lúc này chúng ở bên ngoài chính tẻ nhạc thiệu tiểu vũ cũng nhìn thấy rồi bên này tình hình, liền liền vung lên lớn lên thiết quản tiến lên hỗ trợ. Nhìn thấy có người sống xuất hiện, thi loạt lập tức phân ra rồi một nửa nhằm phía rồi thiệu tiểu vũ. Chỉ tiếc cái này xem ra kiều tiểu linh lung tiểu cô nương, ở loại này quần thể tác chiến trong hoàn cảnh, dết chốc hiệu suất thậm chí cao hơn vương kỳ. Lớn lên thiết côn xoay tròn rồi một cái quét ngang, xông lên trước thi loạt bên trong liền xuất hiện rồi một nửa hình tròn hình trống rỗng, bị đánh trúng zombie thân thể xuất hiện rồi quỷ dị vặn vẹo, dường như đạn pháo giống như hướng một bên bay ra, ven đường đồng bạn căn bản là không có cách ngăn cản, bị đồng loạt đụng phải người ngã ngựa đổ. Kế hoạch không phải như vậy chứ. Thiêu tiểu vũ đã giết tới rồi vương kỳ bên người hưng, ta mới vừa nắm kế hoạch sửa lại. Vương Kỳ thờ ơ nhún nhún vai. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.